chương 4320, giải thể. Hiện tại Lý Tự Toán có uy vọng cao đến kinh người. Cho nên, hắn vừa mở miệng, có ai dám xuất thủ. Lục Kỳ thật sự bị chọc giận đến mức điên lên, hắn nhìn thấy một gia hỏa yếu ớt như con sâu cái kiến lại biến thành cọng rơm đè chết lạc đà. Việc này chính là nhục nhã của hắn. Lý Tự Toán nhìn Lục Kỳ, trái tim hắn đập mạnh, hắn vừa sợ hãi lại vừa cảm thấy hưng phấn. Mặc dù hắn vẫn nói khoác, biến trận chiến làm mình bị hủy dung thành một việc vinh quang, nhưng trên thực tế trong lòng của hắn rất hận lục kỳ ai nguyện ý biến một gương mặt anh tuấn thành đáng sợ như vậy trước đó hắn biết rõ mình và lục kỳ là người của hai thế giới hắn không có khả năng báo thù cho nên chỉ có thể vùi tức giận vào đáy lòng nhưng bây giờ cơ hội của hắn đã đến hắn quả quyết bắt lấy cũng biến thành cọng rơm đè chết lạc đà hắn nhìn lục kỳ cũng không thèm quan tâm ánh mắt hận không thể ăn thịt mình của đối phương hắn có khoái cảm báo thù lục kỳ rất tức giận nhưng hắn là một trong năm thiên tài chú đỉnh cảnh cao cấp nhất trong Bắc Thiên Vực, hắn còn chưa hoàn thành giai đoạn đầu tiên, chẳng lẽ hắn từ bỏ? Nếu không từ bỏ, chẳng lẽ còn muốn vứt bỏ tính mạng tại đây? Lục Kỳ cũng là người quả quyết, hắn nhìn chầm chầm vào mặt Lăng Hàn. Thù này, ta nhớ kỹ, hắn bóp nát lệnh bài, ngay sau đó có ánh sáng bao phủ hắn, hắn biến mất tại chỗ. Hắn bị truyền tống ra khỏi bí cảnh, đáng tiếc, không có khả năng đánh chết đối phương tại đây. Lăng Hàn thở dài, nhưng không sao, lần này hắn phá hỏng đại cơ duyên của đối phương, trước hết cứ làm Lục Kỳ buồn bực một phen, sau đó hắn sẽ từ từ xử lý. Tất cả mọi người dùng ánh mắt kính sợ nhìn Lăng Hàn. Đây chính là một trận chiến công bằng, thậm chí Lăng Hàn chiến đấu với băng hổ rất lâu, Lục Kỳ không địch lại, cũng không có khả năng tìm cớ. Đương nhiên, nếu không phải Lý tự toán nhúng tay a vào, chắc chắn sẽ có người tương trợ Lục Kỳ, tình huống khi đó sẽ khác, chỉ ít hiểm hộ Lục Kỳ rút lui không khó. Nhưng hiện tại nói cái gì cũng trễ rồi, kết quả chính là Lăng Hàn còn ở nơi đây, Lục Kỳ bị đưa ra khỏi bí cảnh. Đi, mọi người tiếp tục đi tới, cũng nhanh chóng quên việc của Lục Kỳ, mọi người quan tâm tới cơ duyên của mình. Phía sau băng cốc là binh nhận lĩnh, đây là sơn lĩnh do binh khí tạo thành, sau khi vượt qua nơi này mới là bạch liên bí cảnh chân chính, bọn họ có thể đi tìm cơ duyên nghịch thiên. Mọi người bắt đầu leo núi, đương nhiên việc này không khó khăn gì, mặc dù nơi này có trọng lực siêu cấp, bọn họ không thể phi hành, nhưng leo vài ngọn núi là việc rất dễ dàng. Ông, đúng lúc này, tất cả mọi người cảm giác ngọn núi rung động nhẹ nhẹ, sau đó tất cả binh khí lắc lư. Lần này, tất cả mọi người không dám động, càng lộ ra vẻ mặt phòng bị. Trong bí cảnh này có nơi nào là an toàn? Xeo, một thanh phá kiếm thoát ra khỏi núi, nó đảo qua người bên cạnh. Cái gì, không có người điều khiển binh khí còn có thể tự động công phạt. Người kia vội vàng huy động binh khí tiến hành chống đỡ, keng, hắn bị chém lui, sắc mặt hắn đỏ bừng, tiếp theo là sắc mặt tái nhợt. Xeo, càng nhiều binh khí thoát ly ngọn núi và tấn công mọi người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhỡ còn không mang nổi mình ốc. Đừng hốt hoảng, tất cả mọi người đứng ở cùng một chỗ. Lý tự toán gào to, hắn hiện tại càng ngày càng thích ứng vai trò mới. Tất cả mọi người tới gần lẫn nhau, bởi như vậy, chỉ có người ở phía ngoài cần chiến đấu, những người khác có thể nghỉ ngơi, sau đó có thể thay phiên bọn họ tiến lên chậm chạp những binh khí giống như muốn giết bọn họ xuống núi làm cho bọn họ bước đi mỗi bước đều rất khó khăn lang hàn đi ở phía trước hắn cũng không cần toàn lực ứng phó những binh khí này không uy hiếp lớn lên hắn hắn cảm thấy hứng thú với trận pháp nơi này nó có thể điều khiển binh khí phát động sát phạt đúng rồi trước đó con băng hổ kia không phải hung thú mà là cơ quan thú do trận pháp điều khiển bởi vì nó quá giống như từ vẻ ngoài không phát hiện ra thậm chí có máu có thịt mọi người tiến lên từ từ ban đầu những người này đều là thiên tri kiêu tử tự nhiên đều là người kiệt ngạo bất tuần nhưng bây giờ đoàn kết dưới sự lãnh đạo của lý tự toán cùng nhau đối mặt với khó khăn cửa này không tính khó nửa ngày sau bọn họ đã đi tới khu vực cuối cùng phía trước là một phiến bình nguyên to lớn cỏ xanh khắp nơi nhưng không cao quá bản chân suốt cục bọn họ đã tiến vào giai đoạn thứ hai của bạch liên bí cảnh tất cả mọi người vui mừng từ đó có ý nghĩa tùy thời sẽ xuất hiện cơ duyên kinh người khi đó thực lực của bọn họ sẽ tăng lên gấp mấy lần. Đa tạ Lý huynh chiếu cố, nhưng đến nơi này, chúng ta sẽ chia tay nhau. Lý huynh, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngày khác gặp lại. Lý huynh, cáo từ, tất cả mọi người cùng rời đi, nếu đi cùng nhau, cơ duyên xuất hiện sẽ phân cho ai? Có ai tranh nổi với Lý tự toán? Lý tự toán cũng thở ra, hắn thật sự sợ trang bước tới cuối cùng lại không thu thập tàn cục nổi. Bởi vậy, mọi người cũng tách nhau ra, Lang huynh ngươi cũng muốn đi sao lý tự toán thấy lăng hàn cũng rời đi hắn mở miệng hỏi lăng hàn cười cười thế nào còn muốn ta làm tiểu đệ tiếp hay sao không dám không dám lý tự toán vội vàng cười làm lành vị này mới là mãnh nhân hắn có thể đá lục kỳ ra khỏi bí cảnh hắn vốn muốn dính chút ánh sáng của lăng hàn nhưng nghĩ lại thì hắn ngượng ngùng lăng huynh ta nhớ kỹ ân tình của ngươi ngày khác tất có hồi báo hắn nói rất nghiêm túc lăng hàn gật gật đầu nói được nói không chừng tương lai lý tự toán sẽ cho hắn vui mừng lớn đấy lang hàn cười nói hắn nghênh ngang rời đi đi không đến bao lâu lang hàn phát hiện nơi này sinh cơ bừng bừng có hàng loạt đàn bò bầy cừu bầy hươu ăn cỏ cũng có sư tử báo chó hoang đang đi săn trên bầu trời có diều hâu bay qua cũng đang tìm con mồi sau khi đi một lúc hắn phát hiện có thôn xóm lang hàn cất bước tiến lên hắn nhìn thấy ngoài thôn có tường gỗ trên tường rào có đầu vắt nhọn hiển nhiên dùng để chống cự mãnh thú xâm lấn. Lúc Lang Hàn đến gần, hắn nhìn thấy trên tường rào có người, trong tay kéo cung tiễn nhắm vào hắn. Lang Hàn cười một tiếng, hắn giơ hai tay lên, nói: "Ta không có ác ý, ngươi là ai, đến từ phương nào?" Có người hỏi, "Đây là lão giả, chỉ có hắn không cầm cung tiễn, mà là chống quải trưởng." Lang Hàn đang muốn nói chuyện, đột nhiên hắn quay đầu nhìn ra phía sau. Chỉ chốc lát, hắn nhìn thấy một đoàn chó hoang kết đội thành quần chạy tới số lượng ít nhất cũng mấy trăm con. Quy mô như thế rất đáng sợ, có lẽ hùng sư gặp chúng cũng phải bỏ chạy, chỉ có đàn sư tử mới có thể đối kháng với chúng. Không tốt, chó hoang đến rồi, chuẩn bị phòng ngự, người trong thôn gào lên giống như đại nạn lâm đầu, đàn chó hoang đã lao đến, mục tiêu của chúng lại là lăng hàn. Bởi vì hắn quá trói mắt, chương 4321, lôi đình đại tế tự. Hơn trăm con chó hoang lao lên, từng cơn trợn mắt nhe răng, chảy nước bọt, vẻ mặt chúng vô cùng dữ tợn. Lăng Hàn cười nhạt một tiếng, hắn dùng khí thức công kích, ba ba ba, hơn trăm con chó hoang cùng ngã xuống đất. Cái gì, xong rồi, người trên tường rào hoảng sợ, bọn họ khó mà tin được. Việc này quá kinh người, chó hoang trong mắt bọn họ chính là ác ma, hiện tại chúng ngã xuống toàn bộ. Xảy ra chuyện gì, bọn họ nhìn Lăng Hàn, mặc dù không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng nghĩ như thế nào cũng có thể khẳng định có quan hệ với nam nhân trước mặt. Có người đánh bạo đi ra, hắn đi dạo quanh đám chó hoang một vòng, sau đó càng hoảng hốt hơn trước chúng chết hết rồi hắn nói rất nhanh người trong thôn lao ra ngoài và vây quanh lăng hàn mỗi một người nhìn hắn không khác gì nhìn thần linh đại nhân những thôn dân kia quỳ xuống nói chẳng lẽ ngươi là tế tự đến từ tạp lý thập hay sao cái quỷ gì thế lăng hàn ra vẻ cao thâm phất phất tay hắn đi vào trong thôn mọi người vội vàng đuổi theo lại bước chậm hơn hắn ba bốn bước dùng bày tỏ lòng tôn kính sau khi tiến vào thôn lăng hàn lại phát hiện bên trong tường vây có một hàng thang lên xuống những người này vừa rồi đều đứng trên bậc thang nhưng tất cả quá nguyên thủy chó hoang trước đó cũng không phải hung thú chúng chỉ là dã thú bình thường mà thôi trong thôn này không có một tên võ giả nào cho nên bọn họ không đánh lại chó hoang phổ thông lăng hàn bắt đầu nói lời khách sáo hắn nhanh chóng biết rõ tin tức mình cần biết thôn dân cư trú nhiều thế hệ tại đây chủ yếu lấy đi săn và chăn thả mà sống địch nhân lớn nhất của bọn họ chính là dã thú ăn thịt trên thảo nguyên có rất nhiều thôn xóm như bọn họ sống trên thảo nguyên này, nhưng bọn họ cũng xác định lãnh địa của nhau, trừ phi gặp phải tai nạn to lớn, bằng không bọn họ sẽ không tiến vào lãnh địa của người khác. Cách một đoạn thời gian, bọn họ sẽ đi tạp lý thập đổi lấy dược phẩm mình cần. Tạp lý thập, đó là một thị trấn, chỗ đó có một vị tế tự cường đại, có thể dẫn động lôi đình trên trời xử tử người tà ác, cũng bởi vậy, tạp lý thập từ thôn xóm nhỏ phát triển thành thị trấn, cũng thành khu vực giao dịch của các thôn xóm khác, đó là thánh địa trong suy nghĩ của các thôn dân. Đối với thôn dân mà nói, nếu như có thể di cư đến tạp lý thập, như vậy bọn họ không cần sống trong hãi hùng như hiện tại, bởi vì một lần giã thú xâm nhập đại quy mô, có khả năng nhà của bọn họ sẽ không còn. Lăng Hàn hơi suy nghĩ, dẫn động lôi đình giết người. Đó là võ giả hay sao? Sau khi tìm hiểu tình huống kỹ càng, hắn xuất phát đi về hướng tạp lý thập. Qua 2 giờ sau, Lăng Hàn đã đi tới thánh địa trong suy nghĩ của người dân Thảo Nguyên. Nơi này xây trên hồ nước và tạo thành một chấn nhỏ, nó không lớn, chỉ có khoảng vài trăm gia đình, nhưng so với các thôn xóm hắn gặp được, nơi này đã rất lớn rồi. Lăng Hàn đổi trang phục người dân thảo nguyên, hắn lặng lẽ tiến vào bên trong, dự định thăm dò thực lực của tên tế tự, không muốn đánh rắn động cỏ. Tên tế tự kia được tôn xưng là Lôi Đình đại tế tự, hắn có tên thật là gì thì không ai biết, hắn trở thành đại tế tự đã gần 20 năm, hắn ở trong biệt thự xa hoa trong trấn. Đương nhiên, không phải biệt thự mà Lăng Hàn biết, chỉ là biệt thự khi so với nơi này mà thôi nếu đặt ở bên ngoài, biệt thự như thế là chỉ là ngôi nhà bình thường. Hắn thả ra thần thức quan sát khu nhà. a à, hắn không phát hiện võ giả, khí tức sinh mệnh của người nơi này rất yếu ớt, đều là người bình thường. Chẳng lẽ tên đại tế tự kia không có ở đây sao? Hoặc đối phương quá mạnh làm hắn không cảm ứng được. Lăng Hàn nghĩ nghĩ, quyết định cẩn thận một chút, hắn cầm ra hư không thú khoác lên người, hắn che giấu thân thể sau đó tiến vào trong biệt thự. Hắn nhanh chóng phát hiện một trung niên bụng phệ sắp 50 tuổi, hắn mặc quần áo xanh xanh đỏ đỏ rất chói mắt ở trong nhà mỗi người đều cung kính khi đối mặt trung niên thậm chí kính sợ không nói thành lời a à, chẳng lẽ hắn chính là lôi đình đại tế tự lang hàn phát động nhãn thuật nhìn kỹ kẻ này chính là phàm nhân một phàm nhân làm cách nào dẫn động lôi đình giết người lang hàn thu hồi ra hư không thú hắn nhanh chân tới gần tên trung niên ngươi là ai ngươi vào bằng cách nào nơi này có thật nhiều tôi tớ nhìn thấy lang hàn bỗng nhiên xuất hiện Tất cả bọn họ đều giật mình, bọn họ lập tức chất vấn hắn, dù giật mình nhưng không ai sợ hãi. Bởi vì, chủ nhân của bọn họ chính là Lôi Đình đại tế tự, là đại biểu của thiên thần tại nhân gian. Ngươi chính là Lôi Đình đại tế tự? lang Hàn nhìn nam tử trung niên kia, nếu biết ta là ai, còn không mau mau quỳ xuống. Nam tử trung niên không vui, hắn quát lớn, "A, à, gia hỏa này thật sự là Lôi Đình đại tế tự." Lam Hàn mỉm cười, một tên phàm nhân thì có tư cách gì xưng là sứ giả thần minh? Nam tử trung niên giận dữ, hắn chỉ tay về phía Lăng Hàn, một đạo thiểm điện đánh xuống, tia sáng đánh thẳng vào Lăng Hàn. Thú vị, Lăng Hàn đưa tay bắt lấy, tia chất bị hắn bắt vào trong tay, biến ảo sáng tối một hồi, sau đó mất đi ánh sáng rực rỡ. Phốc, Nam tử trung niên như nhìn thấy quỷ, tại sao lại có thể như vậy? Thiểm điện của hắn bị người ta nắm trong tay, hơn nữa đối phương không có chút biểu hiện gì. Lăng Hàn cảm thấy kỳ quái, nói, người chỉ là một tên phàm nhân tại sao có thể đánh ra năng lượng lôi đình cấp bậc chú đỉnh, hiển nhiên, trên người của ngươi có một kiện bảo khí. Nhưng phàm nhân có thể điều khiển bảo khí gì? Nam tử trung niên nghe không hiểu Lăng Hàn nói gì, hắn lại biết ý của đối phương, đối phương biết lai lịch của hắn. Hắn sờ lên chiếc nhẫn trong tay, lại chỉ về phía Lăng Hàn. Bất kính thần giả, bản tế tự cho ngươi nếm thử cực hình. Tư, lại có một đạo thiểm điện đánh tới. Lăng Hàn tùy ý bóp tắt thiểm điện, hắn cất bước tới gần nam tử trung niên, Lần này đừng nói nam tử trung niên kia, tất cả tôi tớ đều kinh hãi gần chết. Đây là ác ma hành tẩu trên nhân gian hay sao? Bằng không, tại sao có thể áp chế sứ giả thần linh, Lôi Đình đại tế tự cũng không làm gì được hắn? Nam tử trung niên lại chỉ về phía Lăng Hàn, từng đạo thiểm điện đánh xuống, uy lực một đạo không bằng một đạo. Lăng Hàn đi qua, hắn thu lấy chiếc nhẫn trên tay nam tử trung niên. Đó chỉ là chiếc nhẫn phổ thông, tâm niệm Lăng Hàn hơi biến hóa, hắn mở viên châu trên chiếc nhẫn ra xem hắn nhìn thấy bên trong là viên đá như hạt gạo, toàn thân xanh lam, có ánh sáng lôi đỉnh quấn quanh. Tư, thiểm điện đánh tới, bàn tay lăng hàn tê dần, kém chút không thể cầm lấy viên đá nhỏ kia. Hắn tạo ra màn sáng tinh thần, thiểm điện không thể ảnh hưởng tới hắn. Chính nhờ vào đồ chơi này, nam tử trung niên mới có thể điều khiển lôi đình. Lăng Hàn mỉm cười, nói, đến, giới thiệu cho ta một chút, chương 4322, Tiên Hà nhìn thấy lăng hàn có thể cầm viên đá trong tay ra hỏa gọi là lôi đình đại tế tự trợn mắt há hốc mồm hắn hoảng hốt như gặp thiên nhân hắn biết mình là kẻ giả mạo sứ giả thiên thần nhưng lăng hàn biểu hiện hoàn toàn phù hợp với đặc thù của thiên thần hắn vội vàng nói thượng thần người muốn biết cái gì ta biết gì nói nấy quả nhiên hắn không giữ lại cái gì hoàn toàn nôn ra tất cả bí mật vào 20 năm trước hắn chỉ là một thôn dân bình thường trải qua hoàn cảnh sinh hoạt tương tự những người khác nhưng hắn là người rất có dã tâm hắn không cam tâm sinh hoạt bình thường như thế bởi vậy hắn rời khỏi thôn trang muốn đi đến cuối đại thảo nguyên xem thế nào hắn rời khỏi thảo nguyên và đi tới một sơn cốc ban đêm trong lúc vô tình hắn nhìn thấy lôi đình tỏa sáng hắn hiếu kỳ tiến lên quan sát lúc hắn đi tới hắn nhìn thấy rất nhiều người đang đào mỏ theo lối nói của hắn những người này đều là đại lực sĩ chỉ một quốc đã làm núi đá bong ra từng mảng lớn về sau hắn cũng thử qua Hắn dùng hết toàn lực mới có thể đào ra một góc. Hắn không dám lộn xộn, hắn ẩn nấp quan sát, những người này móc tảng đá ra, chứa vào trên xe, sau đó kéo xe đi. Sau khi trời sáng, lần theo vết tích của những chiếc xe kia lưu lại, hắn phát hiện một khối đá có thể phát ra lực lượng lôi đình. Hiển nhiên nó rơi từ trong xe ra, lại nhỏ hơn nắm đấm một chút. Hắn ngoài ý muốn phát hiện, có một loại lá cây thật dày có thể ngăn cản lực lượng lôi đình, thế là hắn dùng lá cây bọc lấy tảng đá trải qua thời gian nghiên cứu rất lâu, hắn phát hiện lực lượng lôi đình trong tảng đá có thể thông qua thủ đoạn đặc thù dẫn dắt ra ngoài, thế là hắn gõ một khối nhỏ làm thành chiếc nhẫn. Thế là hắn lắc mình biến hóa, trở thành lôi đình đại tế tự, có thể dùng lực lượng lôi đình giết người. Lăng Hàn kinh ngạc, khoáng thạch thuộc tính lôi đình, có thứ như vậy sao? Hắn tin tưởng người này không có nói sai, cho nên lôi đình thạch là đặc sản của nơi này. Lăng Hàn cẩn thận nghiên cứu lôi đình thạch, bởi vì bị sử dụng 20 năm, hòn đá lớn như nắm đấm lúc trước đã nhỏ như hạt gạo lực lượng lôi đình không phải không dùng hết hắn nghĩ tới nếu có người có thể dẫn động toàn bộ lực lượng lôi đình ra ngoài có lẽ uy lực sẽ đạt tới tứ đỉnh ngũ đỉnh thậm chí mạnh hơn tảng đá ban đầu nhỏ như nắm tay nếu to như đầu người thì uy lực sẽ thế nào chỉ một kích sẽ đánh chân ngã cảnh nằm xuống lôi đình đại tế tự nhìn thấy thợ mỏ chính là võ giả cho nên nơi này cũng không phải không có võ giả hiện tại người nơi này chưa vào con đường tu luyện mà thôi Lăng Hàn hỏi thăm tên lôi đình đại tế tự thật kỹ càng, sau đó hắn xuất phát. Lúc trước lôi đình đại tế tự đi dòng dã nửa năm, nhưng Lăng Hàn chỉ đi một giờ là rời khỏi Thảo Nguyên, phía trước xuất hiện núi rừng xanh biếc. Đã nhiều năm như vậy, ký ức của lôi đình đại tế tự khẳng định xuất hiện sai sót nhất định, bởi vậy, Lăng Hàn cũng không vội, hắn chạy chung quanh tìm kiếm khu mỏ. Không khó tìm ra, bởi vì vết tích phá núi rất rõ ràng. Sau nửa giờ, Lăng Hàn nhìn thấy có người đang đào đá. Những người này, đều là phàm cảnh lăng hàn đi tới hắn bắt đầu nghiên cứu tảng đá đúng thế ngọn núi này đầy lực lượng lôi đình nếu có thể bị người ta dẫn dắt nhất định có thể tạo thành lôi đình sát trận giết sinh đan cảnh cũng không khó lăng hàn đào ra mấy tảng đá xem xét hắn phát hiện những tảng đá đều có chứa lực lượng lôi đình nhưng lại có mạnh yếu khác biệt yếu chỉ duy trì nửa ngày khi đó lực lượng lôi đình sẽ biến mất cho dù mạnh cũng không sánh bằng khối đá của lôi đình đại tế tự xem ra tên kia gặp may mắn đúng lúc có khoáng thạch cực tốt rơi ra ngoài, hắn vừa vặn nhặt được. Khoáng thạch lôi đình hình thành như thế nào? Lăng Hàn sinh lòng hiếu kỳ, hắn bắt đầu đào hang, cũng đào tới trung tâm của ngọn núi. Dựa theo phán đoán bình thường, khu vực trung tâm chính là hạch tâm. Thực lực của hắn quá cường đại, hắn cương ép phá ra một cái động, những tảng đá bị đào ra sẽ bị hắn thu vào hỗn độn cực lôi tháp. Pháp khí không gian không được, ngay từ đầu Lăng Hàn đã làm như vậy, đáng tiếc lực lượng lôi đình đánh xuyên qua pháp khí không gian, a à, loại khoáng thạch này có thể dùng cung cấp năng lượng cho hỗn độn cực lôi thấp hay không từ đó giúp đế binh bộc phát uy lực mạnh hơn vừa sinh ra ý nghĩ này lăng hàn tiếp tục thực nghiệm hắn lại cố nhẫn nhịn nếu thí nghiệm tại đây có lẽ hắn sẽ bị chôn sống thậm chí sẽ kinh động đến các thợ mỏ thợ mỏ không đặt trong lòng lăng hàn mấu chốt là thế lực sau lưng bọn họ là cấp bậc gì lăng hàn tiếp tục đi tới hắn không ngừng xâm nhập nhưng khoáng mạch nơi này to đến kinh người hơn nữa lăng hàn đang tiến sâu vào lòng đất lực lượng lôi đình bắt nguồn từ lòng đất, Lăng Hàn tiếp tục hướng xuống, hắn đã thâm nhập sâu 200 dặm. Dù sao cũng là tầng khoáng thạch, lại có lực lượng lôi đình càn quét khắp nơi, cho nên tốc độ của Lăng Hàn bị ảnh hưởng. Lăng Hàn tiếp tục tiến lên vài mét, đột nhiên hắn rơi xuống. Hắn tiến vào sông ngầm, trong sông ngầm lại sinh ra thiểm điện sáng ngời. Lăng Hàn giật mình, hắn vội vàng dùng hỗn độn khí của hỗn độn cực lôi tháp ngăn cản lực lượng lôi đình, bởi vì lực lượng nơi này có cấp bậc sinh đan. Điện quang chấp loạn, cho dù có hỗn độn cực lôi tháp bảo vệ, Lăng Hàn vẫn bị điện giật ra thịt cháy đen. Nửa người hắn cháy đen, hắn có thể ngửi được mùi thịt nướng. Khốn kiếp, suýt chút bị đánh chết, Lăng Hàn bắt đầu quan sát dòng sông trước mặt, đi thượng du, hắn đưa ra quyết định, cũng đưa ra hành động thực tế. Sau khi tiến một đoạn, hắn sẽ đào nham thạch, nhìn xem dòng sông có đổi hướng hay không, cứ như vậy, Lăng Hàn đào suốt 5 ngày. 5 ngày sau, hắn lại hướng xuống dưới một chút, a, à, hắn đã nhìn thấy điểm cuối đầu nguồn chính là một tia sáng, một tia sáng hóa thành dòng sông lôi điện, mà dòng sông ảnh hưởng một ngọn núi, làm cho tảng đá lây dính lực lượng lôi đình và hóa thành khoáng thạch thuộc tính lôi đình. T, tia sáng quá mạnh, chờ chút, đột nhiên trái tim lăng hàn đập mạnh, chẳng lẽ đây chính là tiên hà trong truyền thuyết? Nếu có thể hòa thứ này vào trong tiên đỉnh, hắn đánh ra một kích sẽ mạnh thế nào? Nhưng vấn đề là, tiên hà khủng bố như thế, nếu như đây thật là tiên hà, hắn làm sao thu vào tiên đỉnh? Lôi hà nó diễn hóa đã mạnh như thế, lực phá hoại bản thân sẽ mạnh cỡ nào? Nếu thu vào trong cơ thể, làm vậy chẳng khác dẫn sói vào nhà, bản thân mình sẽ bị đánh chết trong nháy mắt. Làm sao bây giờ, thu hoặc không thu, thu thì sao, không thu thì sao? mươi 4323, luyện hóa tia sáng lôi đình. Mặc kệ tia sáng có phải tiên hà hay không, Lăng Hàn muốn tìm hiểu một chút. Hắn đào lên phía trước, vừa vặn nó nằm phía trên tia sáng. Ở chỗ này, hắn cảm ứng được lực lượng lôi đình cường đại mặc dù còn cách một đoạn nhưng linh hồn của hắn run rẩy giống như sắp bị đánh tan quả nhiên lực lượng lôi đình không tầm thường không nói có thể luyện hóa hay không điểm thứ nhất hắn thu thế nào có lẽ sinh đan cảnh cũng không dám tiếp xúc thứ này hắn nên thu thế nào nội tâm lăng hàn hơi động hỗn độn cực lôi tháp đây chính là mẫu kim nó thể thu thiên đạo hỏa có thể thiêu chết thánh nhân thiên đạo hỏa vậy tại sao không thể thu tia sáng lôi đình Lăng Hàn vận dụng hỗn độn cực lôi tháp bao phủ tia sáng. Không nghĩ tới, tia sáng kia phản ứng nhanh kinh người, xoát, nó đã biến mất trong dòng sông. Khốn kiếp, cần nhanh như vậy không? Lăng Hàn buồn bực, không cho hắn cơ hội nếm thử. Xoát, làm cho Lăng Hàn kinh ngạc chính là, bản thân tia sáng lại quay về, hơn nữa nó còn quay vòng quanh hỗn độn cực lôi tháp, giống như tiểu hài tử gặp bạn chơi, nó vô cùng hưng phấn. Lăng Hàn sướng sờ, sau đó giật mình, đây là hỗn độn cực lôi tháp đấy, nó được thai nghén trong hỗn độn, về sau được lôi trì thiên địa tẩy lễ, cho nên nó có hai loại thuộc tính, tự ý nghĩa nào đó nó chính là lôi trì. Cho nên, tia sáng lôi đình mới thân cận với nó. Cơ hội tốt, lăng hàn khống chế hỗn độn cực lôi tháp, xoát, nó hấp thu tia sáng vào trong. Xong rồi, lăng hàn tươi cười, hắn thu hồi hỗn độn cực lôi tháp, trong đó có một tia thần thức của hắn, đây là pháp khí bản mệnh, tự nhiên có thể thu nạp vào trong thức hải. Hiện tại, Hỗn độn cực lôi tháp đang chìm nổi trong thức hải, chuyện Lăng Hàn suy nghĩ là làm thế nào luyện hóa tia sáng. Hắn có 99% nắm chắc, đây chính là tiên hà trong truyền thuyết, nhưng luyện hóa thế nào chính là vấn đề lớn. Trực tiếp thả ra, có lẽ hắn sẽ bị điện giật chết tại chỗ, hắn mạnh hơn nữa cũng không thể cản nổi sinh đan cảnh oanh kích, huống chi uy năng của tia sáng đạt tới sinh đan đỉnh phong. Làm sao bây giờ, Lăng Hàn nghĩ nửa ngày, quyết định lợi dụng hỗn độn cực lôi tháp mài đi sát khí trong tia sáng, chỉ lưu lại hạch tâm khi đó uy lực của tia sáng sẽ giảm mạnh nhưng trái lại để lăng hàn triệt để nắm giữ hạch tâm nó sẽ trưởng thành theo hắn khi đó tia sáng sẽ tái hiện hùng phong ngày xưa thậm chí sẽ mạnh hơn nữa tốt cứ làm như vậy lăng hàn khoanh chân ngồi xuống lợi dụng hỗn độn cực lôi tháp nghiền nát tia sáng hắn phân giải nó chỉ lưu lại hạch tâm hắn có thể cảm nhận rõ ràng uy lực của tia sáng đang giảm xuống nhưng bản thân nó càng thuần túy hơn trước không biết trải qua bao lâu lăng hàn phát hiện tia sáng màu trắng đã biến thành màu xanh hơn nữa còn chưa hết nó không ngừng diễn hóa ký hiệu đây chính là hạch tâm của tia sáng cũng là bản chất lang hàn thả tia sáng ra khỏi hỗn độn cực lôi thác sau đó thu tia sáng lôi đình vào trong một tiên đỉnh tiến hành ôn dưỡng tia sáng vô cùng thuận theo dường như rất ưa thích tiên đỉnh nó du động bên trong như con cá đang bơi lang hàn tràn đầy chờ mong hiện tại hắn thu được một tiên hà như vậy hắn đánh ra một kích sẽ như thế nào Hắn vội vàng trở về mặt đất, hắn vươn ta, tiên đỉnh dẫn động tia sáng lôi đình, ba ba ba, lòng bàn tay của hắn đánh ra một tia thiểm điện, đánh vào ngọn núi đối diện, trực tiếp đánh ra một hang động sâu trăm trường. a à, quá trâu bò, lăng hàn đổi dùng quyền thuật phổ thông, oanh, chỉ một quyền đã đánh ngọn núi chấn động, nhưng vị trí công kích chỉ sâu một trường. Tranh lệch lớn như thế, lăng hàn lại đổi dùng chiến thần tam thức, hắn đánh ra ba trường, trên núi xuất hiện cái động sâu, nó cũng rộng hơn bảy tám mươi trường. T, chiến thần tam thức còn không bằng tia sáng lôi đình. Lăng Hàn lại đổi dùng yêu hầu quyền, lần này ngọn núi bị đánh sâu trăm trượng. Châu bò, tia sáng lôi đình có thể sánh ngang đế thuật. Lăng Hàn kinh hãi, nếu như tia sáng lôi đình có tính trưởng thành vô hạn, như vậy nó tương đương với một môn đế thuật. Ta chỉ vừa luyện hóa một đạo tiên hà, trên lý luận, một tiên đỉnh có thể thu một tiên hà, chẳng lẽ cực hạn là chín tiên hà. T, chín đạo thần mang cùng đánh ra, lực phá hoại mạnh cỡ nào. Với định lực của Lăng Hàn cũng phải khiếp sợ, như vậy tương đương chín môn đế thuật công kích, thử hỏi trên thế gian có người nào ngăn cản chín đại đế tương lai công kích. Hắn đã quyết định, nhất định phải tìm đủ chín đạo tiên hà, tu ra thần thông chí cao vô thượng. Người nào dám gây sự ở nơi này, không biết nơi này là trọng địa của Chu gia sao? Một tiểu tử kia, xưng tên ra. Đúng lúc này, một đội binh sĩ lao tới, mỗi người cầm trường mâu nhắm vào Lăng Hàn. Ánh mắt Lăng Hàn nhìn sang, hắn kinh ngạc bởi vì những người này chỉ có tu vi trúc cơ, nhưng quá trẻ tuổi, chỉ mới hơn 20 tuổi. Thế giới này khủng bố như thế, trúc cơ trẻ như thế chỉ là thủ vệ. Phải biết, có thể ở 20 tuổi đạp vào thiên đồ, cho dù đặt trên tinh thể nào cũng đều là thiên tài. lang Hàn mỉm cười, ta chỉ vô tình đi ngang qua nơi này, cũng không biết nơi này là nơi nào. Xin hỏi, chu gia ở nơi nào, ta muốn bái phỏng một chút. Bớt nói nhảm, dám qua lại ở khu quặng mỏ, tám thành đều là kẻ trộm lôi đình thạch bắt lấy hắn, một đội binh sĩ lao tới, xèo, mũi thương của bọn họ đánh ra lôi đình, đánh vào người Lăng Hàn. Thật nhanh, Lăng Hàn sơ suất nên bị mấy đạo lôi đình đánh trúng, nhưng lôi đình vừa tiến vào trong cơ thể đã bị tia sáng trong tiên đỉnh hấp thu. Khốn kiếp, suýt nữa lật thuyền trong mương, Lăng Hàn âm thầm tự xét lại, hắn chủ quan, cho dù người nơi này đều là trúc cơ, không có khả năng cấu thành uy hiếp hắn, cho nên hoàn toàn không có phòng bị. Hắn không ngờ pháp khí trong tay bọn họ mạnh như thế, đánh ra tia sáng nhanh kinh người, 99% chú đỉnh sẽ bị trúng chiêu. Nếu muốn không bị oanh kích, người phải bảo trì khả năng di động tốc độ cao, không bị những binh lính kia khóa chặt. Cũng may, mũi trường mâu của bọn họ có tia sáng, có lẽ đều dùng năng lượng lôi đình làm hạch tâm, vậy tia sáng trong tiên đỉnh của hắn là gì? Nó là khởi nguyên của tất cả lôi đình nơi đây, cho nên, những công kích này đánh lên người lăng hàn như châu đất xuống biển, hoàn toàn không có hiệu quả gì. Việc này đại biểu Lăng Hàn có thể miễn dịch lôi đình công kích, nhưng ít ra ở chỗ này, bất cứ pháp khí lôi hệ nào cũng không thể uy hiếp hắn. Phốc, cái gì, nhưng những binh lính kia lại không biết, nhìn thấy Lăng Hàn chúng lôi đình oanh kích nhưng không bị gì, bọn họ há hốc mồm như gặp thiên thần. mươi 4324, lôi thần, rốt cuộc ngươi là ai? Một tên binh lính đánh bạo hỏi, Lăng Hàn đứng chắp tay sau lưng, thản nhiên nói, ta chính là lôi thần, thần minh, đám binh sĩ hoài nghi, tại sao thần minh không khác gì bọn họ nhưng nếu không phải thần minh tại sao có thể tùy ý thừa nhận công kích của bọn họ mà không tổn thương không nên tin hắn có binh sĩ nói có lẽ hắn mặc nội giáp bằng cao su ân những binh lính kia gật đầu ánh mắt nhìn về phía lăng hàn không còn kính sợ lăng hàn suy nghĩ hắn lập tức giật mình lôi đình đại tế tự nói qua lúc trước hắn có thể thu khoáng thạch chính là bởi vì có một loại lá gây miễn dịch lôi đình cho nên sau khi luyện tinh hoa của loại cây kia và luyện chế thành nội giáp tự nhiên cũng có thể phòng ngữ lôi đình lang hàn mỉm cười hắn rỗi hai tay ra ý niệm dẫn động tia sáng trong tiên đình trường mâu trong tay những binh lính kia xuất hiện thiểm điện khốn kiếp tình huống như thế nào lần này binh sĩ tuần tra ngạc nhiên nếu như nói lang hàn có thể miễn dịch lôi đình công kích như vậy bọn họ nhận định hắn mặc nội giáp đặc thù nhưng có thể điều khiển binh khí trong tay bọn họ đây tuyệt đối là thần tích bọn họ không hoài nghi cùng nhau buông binh khí xuống và cúi đầu bái lạy. Bái kiến lôi thần, lôi thần vạn tuế, mỗi người kính sợ không gì sánh được. Lăng Hàn nhấc nhấc tay, nói, đứng lên đi, vâng, lôi thần đại nhân, bản thần ở lâu trên cửu trọng thiên, ta vừa mới hạ phàm nên không biết rõ chuyện trên thế gian, cho nên, ai tới nói cho bản thần nghe. Lăng Hàn thuận miệng bịa chuyện, ta, 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 những binh lính kia tranh nhau xông lên, bọn họ muốn biểu hiện tốt trước mặt thần minh nói không chừng sẽ được trường sinh bất tử lăng hàn hỏi bọn họ đáp cướp lời bổ sung cho nhau ở trong khu vực này chu gia chính là vua chu gia là thế lực sinh đan cấp có tới bốn sinh đan lão tổ bọn họ khai thác lôi đình thạch là vì tích lũy lực lượng muốn một lần hành động công phá thiên vân sơn từ đó khuếch trương thế lực xa hơn thiên vân sơn đó là vùng đất do hung thú chiếm cứ cũng áp chế chu gia khuếch trương về hướng tây vì cái gì không khuếch trương sang hướng đông hướng bắc, hướng nam. Bởi vì hướng bắc và hướng nam đều là vô tận hải, có hung thú cường đại không gì sánh nổi, còn có khí trời kinh khủng ác liệt, mà hướng đông là đại thảo nguyên, nhân khẩu thưa thớt, hơn nữa cũng không có tiên dược, khoáng thạch chân quý, chiếm thì có ích lợi gì? Cho nên, Chu gia chỉ có thể tích lũy lực lượng, chuẩn bị phát động công kích hướng Thiên Vân Sơn, chỉ cần có thể nắm lấy con đường này, bọn họ có thể khuếch trương về hướng tây. Lăng Hàn lại hỏi ra vấn đề then chốt, những người này là thiên tài tại sao lại cam tâm trở thành hộ vệ. Nhưng những người này trả lời làm cho Lăng Hàn chấn kinh, bởi vì ở nơi này của bọn họ, hơn 20 tuổi đạt tới chút cơ chỗ nào cũng có, cũng không tính là thiên tài. Cho dù là chú đỉnh, nhanh thì 30 tuổi, chậm thì 40 tuổi, có thể đạt tới khẳng định sẽ đạt đến, nếu không đạt tới, về sau sức sống khô cạn thì không có khả năng đạt tới. Chờ chút, sau 40 sức sốn sẽ khô cạn, Lăng Hàn hỏi, đúng vậy, các binh lính gật đầu, việc này có gì khó hiểu tuổi thọ của các ngươi, đại khái là bao nhiêu? Lăng Hàn lại hỏi, bình thường là hơn 70, nếu bảo dưỡng tốt có thể sống tới 8-90 tuổi, cũng có một ít người sống tới trăm tuổi. Ai, lão nhân trăm tuổi, quá ít, ân, không có biện pháp, chúng ta tu luyện hao tổn lớn, có chút tổn thương, sống tới 80 đã là không tệ rồi. Khốn kiếp, trúc cơ chỉ có thể sống được 7 chục tuổi. Không không không, là tất cả mọi người, bao quát chú đỉnh, sinh đan cũng chỉ có thể sống 7 chục năm sao lại có thể như thế lăng hàn hỏi lại nhưng kết quả vẫn như thế người tu luyện thế giới này cực nhanh nhưng chết rất sớm thậm chí thọ nguyên người tu luyện còn không bằng cả người bình thường dường như sinh mệnh của bọn họ tiêu hao trong tu luyện lấy tiêu hao lượng lớn thọ nguyên làm đại giá gia tăng tốc độ tu luyện cho nên xuất hiện lượng lớn trúc cơ hai mươi mấy tuổi cũng không kỳ quái lăng hàn im lặng trầm mặc một lát hắn dự định đi chu ra xem thế nào hắn ngự khí phi hành biến mất trong nháy mắt các binh sĩ càng kính hắn như thiên nhân bọn họ không ngừng quỳ lạy ở chỗ này không có pháp thuật ngự khí phi hành cho nên có thể phi hành không phải thiên thần hay sao lang hàn bay qua dãy núi trùng điệp hắn lại đáp xuống chạy đi cũng phát động chỉ xích thiên nhai kỳ thật đi đường còn nhanh hơn phi hành lại đi một hồi phía trước xuất hiện một tòa thành thị tòa thành thị này rất đơn sơ cũng không có tường thành nếu như gặp công kích sẽ không thể phòng ngự trên thực tế cũng không cần thiết xây tường thành bởi vì nơi này là địa bàn chu gia cũng không có ngoại địch cần tường thành làm gì lăng hàn tiến vào trong thành tùy ý hỏi thăm một chút phát hiện hắn cũng không phải là kẻ bên ngoài tới đây đầu tiên mà là nửa tháng trước đã có người tới nơi này chu gia đối ngoại rất khách khí với người bên ngoài còn cung phụng như khách quý lấy rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi không phải sao thiếu gia kiệt xuất nhất chu gia chu mễ dương hôm nay hắn mở tiệc chiêu đãi người bên ngoài tại tiên hạc lâu lăng hàn nghĩ nghĩ quyết định đi xem thế nào Tiên Hạc Lâu rất gần, dù sao thành thị này không lớn bao nhiêu, cho nên Lăng Hàn nhanh chóng đến nơi đó. Tâm niệm hắn hơi động, hắn cũng cải biến tướng mạo của mình, sau đó lấy diễn hồn thuật làm mình biến hóa một chút, lúc này mới đi vào trong lầu. Ra, người tới tham gia yến hội của Chu Thiếu sao. Một tên Niếm tiểu nhị lập tức tiến lên đón tiếp, lang Hàn gật đầu, vậy mời ra đi theo tiểu nhân. Tên điếm tiểu nhị mang theo hắn ra phòng ngoài, tiên hạc lâu tuyệt đối không phải là một tòa tiểu lâu, mà là có biệt viện cũng chiếm diện tích cực lớn đi một hồi bọn họ đã đi vào một tòa nhà lớn lúc này nơi này bày rất nhiều cái bàn mỗi bàn đều ngồi đầy người cũng đang ăn uống linh đình bầu không khí náo nhiệt không gì sánh được thấy lăng hàn xuất hiện tất cả mọi người nhìn lại nhìn thấy hắn lạ lẫm cho nên thu hồi ánh mắt lăng hàn cũng nhìn lướt qua hơi cảm giác thất vọng bởi vì hắn cho rằng sẽ gặp nữ hoàng lâm lạc nhưng kết quả nơi này chỉ có một người hắn quen biết tống lam Vị mỹ nữ bài danh thứ 9 tuyệt sắc bảng đi đâu cũng được mọi người vây quanh, ở chỗ này cũng không ngoại lệ, bị vô số người tranh nhau lấy lòng. Ở bên cạnh nàng, một nam tử anh Tuấn chừng 20 tuổi đang ngồi, hắn tỏa ra khí thế bừng bừng. Tống Lam cũng nhìn sang Lăng Hàn, bởi vì nàng cảm thấy Lăng Hàn giống như đã từng quen biết, nhưng cẩn thận nhìn, chẳng những dung mạo xa lạ, ngay cả linh hồn ba động cũng khác. Tống tiên tử, làm sao vậy? Nam tử bên cạnh hỏi thăm, dường như hắn cực kỳ quan tâm. Không có gì, Đống Lam lắc đầu, nam tử trẻ tuổi kia nhìn về phía Lăng Hàn, xoát, ánh mắt như đao đâm vào lòng người. Chương 4325, Chu gia Thiết Yến. Đây là tai bay vạ gió, Lăng Hàn không có chọc ai gây ai, thậm chí hắn còn sửa cả hình dạng và linh hồn, nhưng vẫn bị người khác nhầm vào. Khốn kiếp, hắn thật sự là nam nhân mở hào quang cửu hận hay sao? Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không sợ, hắn lườm nam tử trẻ tuổi kia. Hắc hắc, vị này mới tới, sương hô như thế nào? nam tử trẻ tuổi kia từ tốn nói lăng hàn khoanh tay hắn làm như không nghe thấy uy thiếu gia nhà ta đang hỏi ngươi đấy một tên tôi tới nhịn không được quát lớn nhưng lăng hàn vẫn không để ý tới ha ha thật sự to gan ngay cả ta nói cũng dám xem như gió bên tai nam tử trẻ tuổi tức giận lăng hàn lúc này mới nói trước khi hỏi người khác ngươi không tự giới thiệu về mình hay sao một tia sát ý lưu chuyển trong mắt nam tử trẻ tuổi kia hắn vẫn áp chế một chút và nói Ta chính là Chu Mễ Dương, quả nhiên, gia hỏa này chính là Chu Mễ Dương." Lăng Hàn mỉm cười, "Hàn Lâm." Đôi mắt xinh đẹp của Tống Lam sáng lên, nàng chẳng những đẹp đến mức kinh người, hơn nữa còn có trí tuệ cực cao. Hàn Lâm đảo lại chính là Lăng Hàn, mà nàng lại cảm thấy Lăng Hàn có cảm giác đã từng quen biết, bởi vậy, trong nội tâm nàng đã có mấy phần khẳng định, người trước mặt chính là Lăng Hàn Ngụy Trang. Lực chú ý của Chu Mễ Dương vẫn nằm trên người Tống Lam, nữ tử này thật sự quá đẹp, đẹp tới mức tim hắn đập thình thịch lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì hắn đã quyết định nhất định phải lấy nàng làm thê tử bởi vậy phát hiện tống lam lại chú ý tới lăng hàn nội tâm hắn đầy lửa giận muốn ngồi trên yến tiệc của bổn thiếu gia người phải chứng minh mình có thực lực như vậy chu mễ dương lạnh lùng nói một câu hắn muốn lăng hàn xấu mặt trước mặt mọi người tận lực làm xấu hình tượng của đối phương mục đích lăng hàn tới đây chính là tìm xem đám người nữ hoàng có ở đây hay không nếu không có người ở đây hắn tới đây làm gì hắn khoát tay áo, xoay người rời đi. Khốn kiếp, sợ rồi. Sát ý của Chu Mễ Dương bốc cháy như lửa, ra hỏa này chạy vào diếu võ Dương Oai, kết quả mình vừa nổi giận thì hắn đã thoát đi, nào có đạo lý tiện nghi như vậy. Hắn gật đầu với đại hán áo đen bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý. Tiểu tử, người cho rằng đây là địa phương nào, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đại hàn áo đen tung người nhảy lên, hắn đã ngăn cản trước mặt Lăng Hàn. Người thuộc giống chó, Lăng Hàn mở miệng, đây là ý gì? Đại hàn áo đen vô ý thức lắc đầu. Ta thuộc, đã không phải là chó, tại sao ngươi muốn cản đường? Lăng hàn cắt lời đối phương. Khốn kiếp, đại hàn áo đen sững sờ, hắn kịp phản ứng, lăng hàn đang đùa dẫn hắn, đang mắng hắn là chó. Hắn giận tím mặt, sau đó cất bước tới gần lăng hàn, sau đó hắn đánh ra một quyền. Lăng hàn cười nhạt một tiếng, hắn điểm ra một chỉ. Quả đấm của tên áo đen lớn như cái bát, so với ngón tay thon dài của lăng hàn, hai bên chênh lệch quá xa. Khí thế song phương không giống nhau, một quyền của đại hán áo đen ngưng tụ lực lượng thiên địa vô tận, chiến lực dọa người, trái lại lăng hàn mềm nhũn không có một tia hỏa khí. Rất nhiều người đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn. Bành, tiếng nổ vang lên, một người bị đánh bay ra ngoài, sau đó âm thanh nổ tung vang lên liên tục, thì ra có rất nhiều bức tường bị đụng nát. Tất cả mọi người không tin vào mắt mình, người bị đánh bay không phải lăng hàn, mà là đại hàn áo đen. Tại sao lại như vậy? lăng hàn thu ngón tay về hắn cũng ngạc nhiên bởi vì chó săn kia là cao thủ tứ đỉnh tứ đỉnh lại làm tôi tớ cho kẻ khác việc này chỉ có thể xuất hiện trong bí cảnh sử dụng phương thức tiêu hao sinh mệnh thu hoạch tu vi tăng nhanh thậm chí đạt tới độ cao của siêu cấp thiên tài tốt rất tốt chu mễ dương ngồi bất động nhưng ánh mắt lạnh như băng sát khí như lửa đi vào địa bàn chu gia ta còn dám cản dỡ đúng là lợi hại đây là một câu nói mát soát một hàng binh sĩ xuất hiện mặc dù đều là trúc cơ nhưng đều chấp nhất cầm trường mâu trong tay. Lập tức, tất cả mọi người biến sắc, bọn họ đã nhìn thấy uy lực của trường mâu, nó phát ra công kích cực nhanh, không có bao nhiêu người trong chú đỉnh cảnh có thể tránh được, một khi chúng chiêu, nhẹ thì tê dại mất đi sức phản kháng, nặng thì trực tiếp bị đốt thành than cốc, cho nên cũng làm người ta kiêng kỵ. Sở dĩ mọi người nguyện ý cho trúc thể diện đến dự tiệc, một là muốn tìm hiểu tình hình nơi đây, thứ hai cũng muốn biết rõ về pháp khí trường mâu, nếu có thể mang ra khỏi bí cảnh, có thể tùy tiện giúp một thế lực mạnh hơn. Lăng Hàn không quan tâm, thậm chí không có phát động thân pháp, hắn mặc kệ đám binh sĩ khóa chặt mình. Hàn Lâm, không nên đắc ý vong hình, Tống Lam mở miệng nói, mọi người cũng không có ân oán gì, chỉ là một hồi hiểu lầm, không nên động thủ. Nàng là sợ Lăng Hàn thật ngông cuồng, sợ hắn không biết huy lực của Trường Mâu, cho nên mới mở miệng nói chuyện, mặt ngoài đang của mắng Lăng Hàn, kỳ thật đang giải vây cho hắn. Nhưng Lăng Hàn không khả năng nghe nàng Chu Mễ Dương càng cũng không buông tha tình địch. Ngay sau đó 10 trường mâu phát động công kích, Lăng Hàn không tránh không né, hắn bị đánh trúng. Tất cả mọi người lắc đầu, chẳng phải tự mình chuốc lấy cực khổ hay sao. Bọn họ đều là rõ ràng, điện quang của trường mâu đáng sợ không gì sánh kịp, không nên vì người điều khiển là trúc cơ mà phớt lờ. Nhìn xem, ngông cuồng sẽ gặp báo ứng, cho nên làm người không thể quá trang bức, điện mang tiêu tán, mọi người rất rung động, Lăng Hàn vẫn bình yên vô sự đứng tại chỗ, đừng nói hòa thành than cốc, toàn thân tê dại, ngay cả sợi tóc cũng không tán loạn. Gặp quỷ rồi, ngươi là quái vật sao? Tất cả mọi người há hốc mồm, đủ để nhét một cái bánh bao vào trong miệng. lang Hàn cười nhạt một tiếng, còn ai muốn ngăn cản ta rời đi hay không? Sắc mặt chu mễ dương âm trầm, rốt cuộc hắn đã đứng lên. Không đứng lên không được, đầu tiên tay chân của hắn đã thất bại, pháp khí mất đi hiệu lực, hắn còn không ra tay, chẳng phải mặt mũi chu ra sẽ mất hết trên người ngươi mặc hộ giáp kia đúng không chu mễ dương nói hắn không giật mình như mọi người chung quanh hắn đoán được lăng hàn cũng không phải miễn dịch lôi điện công kích mà là mặc khôi giáp đặc chế kia lăng hàn cười một tiếng ta chính là lôi thần trời sinh có thể điều khiển lôi đình chơi thiểm điện trước mặt ta đúng là không biết tự lượng sức mình ha ha chu mễ dương cười ha hả hắn không tin cho rằng hắn là ngớ ngẩn sao tiếp tục bắn cho ta hắn nói cho dù mặc hộ giáp kia sau khi tiếp nhận oanh kích nhiều lần cũng tan vỡ. Vâng, những binh lính kia khôi phục tinh thần, bọn họ tiếp tục điều khiển trường mâu, lúc này phát động công kích nhắm vào Lăng Hàn. Từ từ tư, điện mang chấp loạn, Lăng Hàn đứng chắp tay, thản nhiên nói, đủ rồi chứ? Không người nào để ý tới hắn, bọn họ liên tục phóng điện. Cho rằng mình là bia ngắm sống hay sao? Lăng Hàn hừ một tiếng, đưa tay ra. Chương 4326, dẫn kiến. Lăng Hàn vươn tay, ý nghĩ hơi chuyển động một chút, tư một đạo thiểm điện bay ra từ lòng bàn tay của hắn đảo ngược đánh vào người đám binh sĩ kia ba 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 lập tức trường mâu trong tay những binh lính nổ tung mặc dù trường mâu có lực sát thương rất lớn nhưng sử dụng vật liệu không phải cao cấp bị lôi điện quét qua tất cả đều nổ tung lần này người người đều ngạc nhiên chẳng lẽ ra hỏa này thật sự là lôi thần hay sao bằng không tại sao giơ tay có thể bộc phát lôi điện thậm chí còn đáng sợ hơn cả trường mâu đánh ra thú vị Chu Mễ Dương nhìn chằm chằm Lăng Hàn, nói, trên người của ngươi ẩn dấu bí mật đúng không? Ngươi quá phí lời, Lăng Hàn lắc đầu, chờ ta bắt được ngươi, ngươi sẽ giải thích rõ ràng cho ta biết. Chu Mễ Dương đi tới, oanh, khí thế của hắn thay đổi, mái tóc của hắn tung bay, lôi đình vần quanh. Gia hỏa này thật khủng khiếp, nội tâm những người bên ngoài run sợ, trước đó bọn họ hoàn toàn xem thường thổ dân nơi này, cho dù có kiêng kỵ, nguyên nhân là vì sinh đan cảnh của Chu gia và pháp khí phóng điện kia nhưng bây giờ thấy chu mễ dương phát huy bọn họ mới ý thức được thì gia thổ dân nơi này rất mạnh thậm chí còn mạnh hơn đa số người bên ngoài như bọn họ tống lam nhìn sang bên này trên gương mặt xinh đẹp không thay đổi cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ cái gì nữ tử này bụng giả cực sâu chu mễ dương đi từng bước về phía lăng hàn hắn đi mỗi bước khí thế của hắn sẽ mạnh hơn một phần lôi đình quấn quanh người chờ đến khi hắn xuất hiện trước mặt lăng hàn hơn một trượng hắn đã hóa thân thành thiểm điện thân thể hắn đã trong suốt hóa, tất cả đều là thiểm điện đan xen vào nhau. Đây là một loại thể chất, là công pháp tu hành lôi đình hay sao? Lăng Hàn không thèm để ý, cho dù hắn không thu tia sáng lôi đình, hắn cũng tự tin có thể chiến thắng tất cả chú đình. Kẻ bên ngoài, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy cái gì gọi là lực lượng lôi đình chân chính. Chu Mễ Dương lạnh lùng nói ra, tư, hắn đã hóa thành lôi đình và tấn công Lăng Hàn. Lăng Hàn tùy ý khoát tay, hắn bắt lấy lôi đình kia. Ha ha, tự tìm đường chết. Chu Mễ Dương hóa thành hình người lần nữa, hắn cười lạnh, dám bắt lấy lôi đình của chính mình, không biết hắn hiện tại chính là lôi đình hay sao, cho dù tiên kim bị đánh chúng cũng thủng một lỗ. Mặc kệ hắn phát lực như thế nào, Lăng Hàn lại không có việc gì. Thậm chí hắn cảm giác thân thể Lăng Hàn đã hóa thành cái động không đáy, hơn nữa đang thôn vệ lực lượng lôi đình của hắn. Đây không phải ảo giác của hắn, hắn phát hiện không đúng, bởi vì không phải Lăng Hàn thôn vệ lực lượng lôi đình của hắn, mà là tia sáng lôi đình. Công pháp của Chu gia xây dựng trên Lôi Đình, từ tổ tiên kiệt xuất của Chu gia thông qua hấp thu khoáng thạch Lôi Đình tạo thành, bởi vậy, người Chu gia đều có thể luyện hóa lôi khoáng thạch gia tăng tu vi thật nhanh, cũng có được lực lượng Lôi Đình. Nhưng nếu người nào tu hành công pháp như vậy, ở trước mặt Lăng Hàn giống như con trai gặp phụ thân. Đây là khắc chế trên bản chất, Chu Mễ Dương hoảng sợ, bây giờ không phải hắn công kích Lăng Hàn, mà là Lăng Hàn đang hút khô hắn. Hắn muốn trốn, nhưng bị Lăng Hàn bắt lấy, hắn có cảm giác bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn lực lượng của mình bị hút đi, cho dù hắn không chủ động vận chuyển, bí lực của hắn bị rút đi cực nhanh. Lôi, Lôi Thần, nội tâm hắn xuất hiện suy nghĩ như thế, nếu không phải Lôi Thần, Lang Hàn làm cách nào khắc chế hắn? Lôi Thần đại nhân, tha mạng. Hắn cúi đầu, người làm sao có thể đối địch với thần? Phục rồi, Lang Hàn thản nhiên nói. Phục, sợ rồi, sợ, Chu Mễ Dương phi thường khiêm tốn, hắn không còn bá đạo như trước lăng hàn lúc này mới buông tay chuẩn bị rời đi lôi thần đại nhân xin dừng bước chu mễ dương vội vàng nói gia tổ gia phụ bọn họ nhất định sẽ phi thường vui vẻ gặp ngài hy vọng đại nhân có thể cho gia tộc ta một cơ hội hả lăng hàn nhìn chu mễ dương biểu lộ giống như cười mà không phải cười chu mễ dương đổ mồ hôi lạnh tốt hắn gật đầu có lẽ đây là một cái bẫy nhưng lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai hắn có nắm chắc thoát thân thật muốn ép hắn thiên đạo hỏa cũng không phải ăn chay nhưng Chu gia đã muốn thu phục Thiên Vân Sơn, như vậy bọn họ phải nghiên cứu kỹ càng, cho nên Lăng Hàn muốn nắm giữ những tin tức đó. Đại nhân, mời, Chu Mễ Dương thần sắc cung kính, tại phía trước dẫn đường. Lăng Hàn cũng không để ý đến bất cứ kẻ nào, hắn chắp tay rời đi. Ta có thể đồng hành, bóng dáng bồng bềnh, Tống Lam đi tới, nàng cười yếu ớt nhưng đẹp không sao tả xiết. Nữ nhân này đi xem náo nhiệt, Lăng Hàn nhíu mày, hắn từ xưa tới nay chưa từng xem thường trí thông minh của nữ nhân này nàng đột nhiên xía vào như thế chắc chắn có phát hiện gì đó tống tiên tử nguyện ý đại giá quang lâm đương nhiên tại hạ hoan nghênh chu mễ dương vui mừng quá đỗi ba người rời đi lưu lại một đám khách nhân mơ hồ tình huống như thế nào tại sao bọn họ cùng đi với nhau đã nói tận tình gia chủ mà chu mễ dương dẫn đường bọn họ nhanh chóng đi tới chu gia nếu là bá chủ ở nơi này đương nhiên diện tích của chu gia rất lớn cũng rất cổ xưa thiếu gia nhìn thấy chu mễ dương thị vệ ở cửa ra vào vội vàng hành lễ chu mễ dương khoát tay thái độ kiêu ngạo lại xuất hiện hắn mang theo hai người lăng hàn vào cửa đi tới đại sảnh sau đó bảo hai người chờ chút đều là bằng hữu cũ còn không dùng mặt thật gặp người tống lam nói lăng hàn ra vẻ kinh ngạc a à, ta nhớ tay của ngươi rất trắng và non tại sao nói chuyện già dặn như thế soát tống lam đánh một trường lăng hàn nghiêng đầu tránh né hắn tránh thoát công kích của nàng lần này hắn thật sự kinh hãi bởi vì thực lực tống lam lại có tiến bộ bát đỉnh nữ tử này không thể khinh thường chỉ mấy tháng ngắn ngủi nàng lại tiến thêm một bước ân tống lam cũng kinh ngạc lúc trước nàng gặp kỳ ngộ trong mạo hiểm tu vi từ thất đỉnh tăng lên bát đỉnh cũng có thể đánh với lục kỳ một trận không nghĩ tới lang hàn có thể vì tiện tránh né một kích của nàng không phải chỉ có ngươi mới tiến bộ lang hàn mỉm cười hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu dù sao cải biến hình dáng tướng mạo cần duy trì liên tục rất phiền Tống Lam cảm thấy khó chịu, sau khi nàng bước vào bát đỉnh, việc nàng muốn làm đầu tiên chính là đánh dê sồm lăng hàn một trận, thật sự cho rằng tay của nàng có thể tùy ý sờ sao. Nhưng không nghĩ tới, nàng có tiến bộ, lăng hàn cũng có tiến bộ, nàng không làm gì được ra hỏa này. Đúng vào lúc này, ngoài cửa có ba người đi tới. Hai người là trung niên khoảng 40 tuổi, người thứ ba chính là Chu Mễ Dương. Để ta giới thiệu một chút, đây là gia phụ Chu Mật, vị này chính là nhị thúc của ta, Chu Lâu. Chu Mễ Dương vừa cười vừa nói, hắn không còn sợ hãi như trước. Bởi vì Chu Mật và Chu Lâu đều là sinh đan cảnh. Chương 4327, đảo khách thành chủ. Hai vị tiểu hữu, đường xa đến đây, vất vả vất vả. Chu Mật cười nói, hắn là gia chủ Chu gia đương đại. Tiểu hữu, Lăng Hàn cười thầm, trước đó còn dùng lôi thần đại nhân, hiện tại đã hạ thấp thành tiểu hữu, chênh lệch quá lớn. Tống Lam khẽ cúi đầu, nói, Tống Lam bái kiến hai vị đại nhân nàng khéo léo dùng hình tượng tiên tử hành tẩu thiên hạ, sẽ không cố ý đắc tội bất cứ người nào. Xin đứng lên, chu mật tươi cười, hắn đưa tay đỡ lấy, tống tiên tử, đều là người một nhà, không cần khách khí. chu mễ dương cười nói, người một nhà, lang hàn lắc đầu, nói, tiểu chu, đây là thê tử của ta, lúc nào trở thành người nhà của ngươi. Câu nói này làm mấy người biến sắc, nói bậy, tống tiên tử trở thành thê tử của ngươi khi nào. Ngươi không nên nói chuyện viển vông, Chu Mễ Dương lập tức đứng lên, hắn tức giận hổn hển. Tống Lam trợn mắt nhìn Lăng Hàn một chút, sẵn giọng: "Lăng huynh, ngươi không nên nói hưu nói vượn." Lăng huynh, Chu Mật nhìn thoáng qua Lăng Hàn, nói: "Thì ra tiểu hữu không phải họ Hàn, khốn kiếp, nữ nhân này tận lực phá ta đây mà." Lăng Hàn cười một tiếng, hắn giả mạo lôi thần, nhưng Chu gia cũng không ngốc, chỉ từ quan hệ vi diệu giữa Lăng Hàn và Tống Lam đã suy đoán ra, Lăng Hàn chắc chắn là kẻ tới từ bên ngoài, mà không phải lôi thần gì đó cho nên thái độ Chu Mễ Dương đã thay đổi. Theo Chu gia, năng lực Lăng Hàn quá kinh người, nếu bọn họ có thể đạt được, Chu gia khẳng định sẽ cường đại hơn trước. Ta tên là Lăng Hàn, tâm niệm Lăng Hàn vừa động, hắn khôi phục dáng vẻ ban đầu. Thì ra là Lăng Tiểu Hữu, Chu Lâu mở miệng nói, chúng ta nên nói thẳng với nhau, nếu Tiểu Hữu nguyện ý giao dịch lôi thuật với chúng ta, Chu gia khẳng định sẽ cho Tiểu Hữu hài lòng. Lăng Hàn có thể di chuyển lôi đình là nhờ vào tia sáng lôi đình trong tiên đỉnh, đây chính là cơ duyên sánh ngang đế thuật lang hàn sẽ chắp tay giao cho kẻ khác hay sao cho hắn một môn đế thuật cũng không đổi lang hàn lắc đầu không có hứng thú tiểu hữu nên suy nghĩ kỹ một chút chu lâu cười nói trong lời nói mang theo ngữ khí uy hiếp lang hàn cười nói không cần suy nghĩ ai tiểu hữu người đang rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đấy chu lâu lành lạnh nói nhị đệ không nên dọa sợ khách nhân của chúng ta chu mật giả ý quát bảo ngưng lại Chu Lâu chỉ cười một tiếng, đưa tay bắt lấy Lăng Hàn, lốp bốp, trên tay hắn có lôi đình xuất hiện. Nếu như đổi một sinh đan cảnh khác, cho dù cũng tu hành lôi đình, Lăng Hàn sẽ không địch lại, hoặc hắn lập tức xoay người chạy đi, hoặc vận dụng thiên đạo hỏa, nhưng tình huống nơi này quá đặc thù. Lăng Hàn bất động, hắn mặc kệ Chu Lâu bắt lấy. Tống Lam im lặng, trong mắt nàng, trí tuệ của Lăng Hàn không thua gì mình, cho nên, Lăng Hàn đã dám đến thì hắn có cậy vào, nhưng bây giờ hắn mặc kệ chu lâu ra tay, nàng thật sự mở rộng tầm mắt. Ngươi định làm cái gì? Tiểu Hữu hiện tại có thể suy nghĩ thêm một chút chứ? Chu lâu cười nói, ta nói không có hứng thú chính là không có hứng thú. Lăng Hàn thản nhiên nói, mạnh miệng, Chu lâu hừ một tiếng, lực lượng lôi đình bộc phát đánh vào cơ thể Lăng Hàn. Hắn khống chế lực lượng rất tinh diệu, có thể làm Lăng Hàn ăn nhiều đau khổ, sẽ không giết chết Lăng Hàn. Nhưng lực lượng tuôn ra như châu đất vào biển. Xảy ra chuyện gì, mặc dù hắn nghe Chu Mễ Dương nói qua điểm quái dị của Lăng Hàn, nhưng hắn có tu vi sinh đan cảnh, cấp độ sinh mệnh đã nghiền ép Lăng Hàn, cho nên chuyện như vậy không thể phát sinh trên người hắn. Nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện kỳ quái, lực lượng của hắn lại bị Lăng Hàn hấp thu toàn bộ, hơn nữa Lăng Hàn không bị thương chút nào. Gặp quỷ rồi, Lăng Hàn mỉm cười, hiện tại, tin tưởng ta là Lôi Thần chưa? Chu Lâu không tin, nếu thật là Lôi Thần hạ phàm, hắn làm sao có tu vi chú đỉnh chứ? hắn gia tăng lực lượng cho dù hắn phát lực thế nào lăng hàn vẫn đứng im tại chỗ ha ha năng lực của tiểu hữu thật kinh người chu mật đi ra hòa giải nói nhị đệ không nên vô lễ với khách quý chu lâu ngượng ngùng thu tay về đường đường cường giả sinh đan lại không làm gì nổi một chú đỉnh hắn cảm thấy rất khó xử lăng hàn không có chất vấn hắn biết mình miễn dịch với công kích của chu gia cũng không đại biểu hắn có thể áp chế sinh đan cảnh thứ hai hiện tại còn không phải lúc tiểu hữu người ra giá đi làm thế nào mới chịu truyền thụ thuật này cho chúng ta chu mật hỏi lăng hàn nhoẻn miệng cười không thể chỉ có các người ra giá nên đổi với ta hắn nói giao tư liệu thiên vân sơn tư cho ta chu mật bật cười tiểu Hiếu, ngươi cho rằng có thể uy hiếp chúng ta mặc dù ngươi nắm giữ một môn bí thuật có thể miễn dịch công kích của chúng ta nhưng ngươi chỉ là chú đỉnh mà thôi hắn khinh thường nói một câu ồ lăng hàn cười một tiếng hắn đứng lên hắn tùy tiện vung tay một đạo thiểm điện đánh ra, ba, tất cả mọi thứ ngăn cản thiểm điện đều hóa thành cho bụi, lực lượng của thiểm điện đánh xuyên qua vách tường, tiếp tục đánh thẳng về phía trước, nó đánh ra một thông đạo dài mấy trăm trượng. Chu gia cũng không phải khoáng thạch tạo thành, cho nên không thể ngăn cản uy lực của lôi đình. Trên gương mặt xinh đẹp của Tống Lam rung động, một kích này thật là đáng sợ, ngay cả nàng cũng cảm thấy trái tim đập nhanh, cảm thấy vô cùng khó giải quyết, cũng khó chống cự. Hơn nữa đây chỉ là một kích tiện tay của Lăng Hàn mà thôi. Lăng Hàn lắc vai một cái, nói, ta hiện tại không làm gì được sinh đan cảnh, nhưng chu gia đều là sinh đan cảnh như các ngươi sao. Sắc mặt chu mật, chu lâu thay đổi, đúng như Lăng Hàn nói, bọn họ có thể không sợ Lăng Hàn, nhưng những người khác của chu gia thì sao? Tiểu Hiếu, người cũng không phải người cô đơn, ví dụ như vị tống tiểu thư này, hoa dung nguyệt mạo, nếu không cẩn thận ảnh hưởng gương mặt, như vậy có phải quá bất hạnh hay không? Chu mật trầm giọng nói, tống lam vội vàng khoát khoát tay. Ta và Lang huynh chỉ là bèo nước gặp nhau." Nói xong, trên người nàng có một vệt sáng lưu động, loáng thoáng làm chu mật cùng chu lâu biến sắc, tia sáng kia có năng lực uy hiếp bọn họ. Tính sai, nữ tử này có bí bảo hộ thân, cho nên muốn bắt nàng uy hiếp Lang Hàn là không thể nào. Lang Hàn cũng kinh ngạc, không nghĩ tới trên người Tống Lam lại có bảo vật như thế. Đây là thứ nàng chiếm được sau này, bằng không, nàng tha rằng ngồi xem đồng bạn bị nhốt mà không thi cứu, như vậy nàng quá lãnh huyết vô tình. Tống Lam chỉ hơi lộ phong mang, nàng tươi cười xinh đẹp giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Trên người nàng đúng là có một kiện bí bảo, nhưng số lần sử dụng có hạn, cho nên có thể không sử dụng thì không sử dụng. Lăng Hàn vỗ tay một cái, nói: "Hiện tại, chúng ta có thể nói chuyện chứ?" Chu Mật bất đắc dĩ nói: "Tiểu Hữu muốn biết cái gì? Phân bố hung thú trong Thiên Vân Sơn, còn nữa, bên ngoài Thiên Vân Sơn là nơi nào?" Lăng Hàn nói: "Chương 4328, Liệp Thiên Nỏ" Lăng Tiểu Hữu đây là tình báo Chu Gia bỏ ra mấy chục năm mới thăm dò ra, không biết bỏ ra bao nhiêu nhân lực và vật lực, người nghĩ không làm mà hưởng hay sao? Chu Mật Trầm giọng nói, hắn muốn cò kè mặc cả. Không sai, Lăng Hàn gật đầu, hắn không khách khí chút nào. Ách, Chu Mật và Chu Lâu không nói được gì, gia hỏa này là ai, tại sao không hề có chút tính tình tuổi trẻ khinh cuồng, da mặt dày đến kinh người, tuyệt đối không phải kẻ biết xấu hổ. Ha ha, muốn tư liệu không có vấn đề, Chu Mật cười nói nhưng ta phải nói rõ cho người biết, cho dù người có tư liệu, người cũng không thể vượt qua Thiên Vân Sơn, chỗ đó có 8 con vương thú sinh đan cảnh, một con áp chế một con đường rời đi. Cho nên muốn đi ra ngoài, người phải xử lý một con mới được. Không phải ta xem thường tiểu hữu, nhưng tiểu hữu chỉ có tác dụng khắc chế lôi đình ra, chẳng lẽ người có thể miễn dịch tất cả lực lượng khác hay sao? Lão Hồ Ly, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, gương mặt không thay đổi. a à, Chu gia chủ có đề nghị gì sao? Hợp tác, Chu Mật cười một tiếng, nói, người trợ giúp chúng ta san bằng Thiên Vân Sơn, tất cả đều vui vẻ. Chu gia muốn vĩnh viễn thông qua thông đạo Thiên Vân Sơn, đây không phải dự tính tạm thời, bằng không bọn họ có thể xử lý một con hung thú sinh đan, nhưng không cần bao lâu sẽ có một con vương thú mới xuất hiện, một lần nữa trở thành chướng ngại vật. Cho nên, chỉ có triệt để chiếm cứ Thiên Vân Sơn mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Lăng Hàn bật cười, vừa rồi Chu gia chủ đã nói, ta cũng không phải đối thủ của bất cứ con vương thú nào, Tại sao đột nhiên cần ta phát lực? Chu Mật cười ha ha nói: đương nhiên có đạo lý. Chu lâu nói: Chu gia ta nghiên cứu ra một loại vũ khí có uy lực kinh người, có thể giết sinh đan tuyệt đỉnh. Nhưng món vũ khí kia cần lôi khoáng thạch tinh khiết mới dùng được. Dựa vào tiến độ hiện tại, có khả năng còn cần thời gian hai ba trăm năm mới có thể dùng được. Cho nên chúng ta cần tiểu hữu điều khiển vũ khí này. Lăng Hàn có lực khống chế lôi đỉnh kinh người, nói không chừng hắn có thể làm được việc người khác khó làm nổi. A. À, chu gia còn có vũ khí bí mật như thế hơn nữa sau khi ra khỏi thiên vân sơn nơi đó chính là ma nguyên vực cường giả khắp nơi các ngươi với tu vi chú đỉnh cảnh không thể đặt chân nơi đó chu mật nói tiếp nhưng nếu chu gia ta có thể thông qua thiên vân sơn chúng ta khai tông lập môn trong ma nguyên vực chúng ta sẽ trở thành hậu thuẫn của ngươi suy nghĩ một chút đi lang hàn trầm ngâm hắn cảm thấy mình muốn vượt qua thiên vân sơn không khó lắm bởi vì có gia hư không thú nhưng những người khác thì khó nói Mấu chốt là, đám người nữ hoàng đang ở đâu? Có lẽ không ở khu vực này, có lẽ ở khu vực này, có khả năng chưa chạy tới. Nếu hắn tự mình rời đi, chẳng phải đám người nữ hoàng sẽ bị vây ở nơi này? Còn nữa, hắn muốn xem đại sát khí kia, vũ khí có thể giết tuyệt thế sinh đan, nếu có thể mượn gió bẻ măng, về sau hắn sẽ có thêm một đòn sát thủ. Nếu như cái gọi là đại sát khí có uy năng như ngươi nói, chúng ta có thể hợp tác một chút. Lăng Hàn nói, "Tốt, chu mật" Chu Lâu đồng thời tươi nụ cười. Rất nhanh, Lăng Hàn nhìn thấy đại sát khí. Đây là một cái nỏ, nó chỉ có ba mũi tên, bởi vì thân nỏ hay nỏ tiến, tài liệu chế tạo nó đều là chân bảo hiếm thấy. Lăng Hàn có thể kết luận, đây là tiên kim tứ tinh. Cho nên, chỉ chế tạo thanh nỏ này và ba mũi tên, Chu Gia đã tốn hao vô số tâm huyết. Nỏ là pháp khí nhưng cần năng lượng rót vào, từ đó thôi động mũi tên, bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ. Năng lượng của nó là lôi khoáng thạch tinh khiết thứ này không thể khai thác ra, mà là chiết xuất ra, cho nên mới có thể chém giết sinh đan. Nhưng nó yêu cầu độ tinh khiết của năng lượng quá cao, cho nên chu mật, chu lâu có tu vi sinh đan cảnh cũng không được, mặc dù vào thời điểm thiết kế cần bọn họ điều khiển, nhưng sau khi tạo ra thì bọn họ phát hiện, bọn họ không thể thúc giục nó, hoặc có thể nói hiệu quả kém hơn tưởng tượng. Lăng Hàn, mặc dù cảnh giới của hắn chỉ là chú đỉnh, nhưng năng lượng lôi đỉnh quá thuần túy, nói không chừng có thể hoàn thành. Đây là việc hiển nhiên, bởi vì không phải lực lượng của lăng hàn, mà là tia sáng trong tiên đỉnh, nó là đầu nguồn của tất cả lôi khoáng thạch. Nếu ngay cả lăng hàn cũng không làm được, như vậy không ai có thể thúc giục. Lăng hàn bắt đầu nếm thử, hắn rót năng lượng vào một mũi tên. Từng giờ từng phút, hắn không ngừng rót đầy năng lượng vào cự nỏ. 10 phút sau, năng lượng đã đầy, lăng hàn không có đánh ra một kích, mà là đợi năm phút đồng hồ, sau đó hắn kích hoạt chốt mở. Oanh, một mũi tên bay ra ngoài, nhanh, nó nhanh như sấm sét trên trời, oanh, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một ngọn núi phía trước đã biến mất. Trong thời gian ngắn, Chu Mật, Chu Lâu và mấy người Chu ra theo tới cũng há hốc mồm không nói thành lời. Một kích này quá đáng sợ, ta đoán uy lực đạt tới chân ngã cảnh sơ kỳ. Chu Mật phỏng đoán, bởi vì hắn chưa từng gặp qua chân ngã cảnh, chỉ có thể tiến hành suy luận từ cấp độ võ đạo. Giết sinh đan tuyệt đỉnh dễ như trở bàn tay, dẹp yên thiên vân sơn không cần tốn nhiều sức. Ha ha, lần này xem ai dám chống lại chu gia chúng ta người chu gia rất hưng phấn đương nhiên có người vội vàng xông ra ngoài thu hồi mũi tên trở về bởi vì chỉ có ba mũi tên cho nên bọn họ phải sử dụng tuần hoàn cho dù là tống lam cũng kinh hãi không nghĩ tới liệp thiên nỏ trong tay lăng hàn lại phát huy ra uy lực kinh người như thế lăng tiểu hữu hợp tác vui vẻ chu mật cười một tiếng hắn duỗi tay ra lăng hàn cũng đưa tay ra bắt tay đối phương đương nhiên hắn sẽ không làm không công mặc dù hắn cũng muốn vượt thiên vân sơn nhưng đập chút chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên hắn sẽ không mềm lòng chu gia cũng biết giá trị của hắn bọn họ đưa cho hắn rất nhiều tiên dược cũng hứa hẹn với lăng hàn sau khi đánh hạ thiên vân sơn chiếm được thu hoạch có thể phân phối bình quân cho lăng hàn thiên vân sơn chẳng những có hung thú còn có tiên dược nhưng hung thú quá mức đáng sợ muốn hái tiên dược tại đó cái giá bỏ ra quá lớn chu gia bắt đầu liên hệ những người bên ngoài khác hy vọng mọi người có thể hợp tác chờ sau khi thông qua Thiên Vân Sơn, đường phía trước sẽ rộng lớn hơn. Đây là việc mọi người được lợi, bởi vậy những người bên ngoài đã có quyết định đi cùng Chu Gia san bằng Thiên Vân Sơn. Lăng Huynh, người thực sự tin tưởng Chu Gia, Tống Lam tới chơi, dáng vẻ mây trôi nước chảy, tiên khí bồng bềnh. Lăng Hàn lại biết, tiểu bí nương này đẹp như tiên nữ, không dính khói lửa trần gian, trên thực tế cực kỳ xấu bụng, có rất nhiều tiểu tâm tư. Hắn cười một tiếng, vì cái gì không tin, ta nghe nói, bên trong thiên vân sơn có thật nhiều tiên dược, thậm chí có thể giúp sinh đan cảnh tiến thêm một bước, người cho rằng, chu gia chịu chắp tay nhường những tiên dược này hay sao? Tống Lam nói rất thản nhiên, chương 4329, một tiễn miểu sát. Theo cách nói của chu gia, nguyện ý chia đều thu hoạch trong thiên vân sơn cho lăng hàn, như vậy dính đến đại dược sinh đan cảnh thậm chí chân ngã cảnh, tại sao phải chia đều? Chu gia cam lòng, lăng hàn mỉm cười, tiểu lam lam, người đang châm ngòi ly rán sao? gương mặt xinh đẹp của tống lam biến thành màu đen chưa từng có kẻ nào lớn mật như thế lại dám gọi nàng là tiểu lam lam đây là đùa giỡn trần trụi lăng huynh với thực lực cùng thiên phú của ngươi tại sao miệng lưỡi không sạch sẽ như vậy nàng từ tốn nói giống như không đặt trong lòng như vậy có gì không tốt lăng hàn cười một tiếng nói tiểu lam lam chúng ta nên thảo luận ý nghĩa nhân sinh với nhau đi soát tống lam xuất trường tấn công lăng hàn đưa tay hóa giải ha ha hắn muốn làm tiểu bì nương xấu bụng này mất tỉnh táo ta nhắc nhở ngươi một chút chu gia tuyệt đối không hào phóng như thế cẩn thận bì lừa bán vẫn kiếm tiền cho người ta đấy tống lam lập tức khôi phục bình tĩnh giống như tiên tử như nàng chưa từng thất thố nói xong nàng rời đi lang hàn sẽ không tin tưởng chu gia nhưng hợp tác là việc chắc chắn liệp thiên nỏ chẳng khác gì vũ khí dành riêng cho hắn hắn muốn có được nó sau khi chuẩn bị một ngày chu gia phát động tất cả mọi người đi về hướng thiên vân sơn vì ngày hôm nay, Chu gia đã đợi mấy trăm năm, bắt đầu phấn đấu từ đời thứ nhất đến hiện tại, phấn đấu đã thành một loại tâm nguyện. Mất hai ngày đi đường, bọn họ đã tới dưới chân Thiên Vân Sơn. Núi này cao tận trời, giữa sườn núi có mây mù lượn lờ. Ngang, ngao, còn chưa lên tới đỉnh núi đã có thể nghe thấy tiếng thú giống chim kêu rót thẳng vào linh hồn, làm cho nội tâm người ta lạnh buốt. Nơi này có đại thú sinh đan cảnh, cẩn thận, hung thú cũng không phải là thứ cần phòng bị duy nhất, còn có hoàn cảnh nơi này. Chu Mật nhắc nhở, đừng nhìn thực vật nơi này không đáng chú ý, nhưng kim châm của chúng chuyên phá bí lực hộ thuẫn, một khi bị quấn lấy, kịch độc của chúng sẽ phá nát máu trong người các ngươi trong vài giây. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người sợ hãi, cũng may, tất cả người tiến vào bạch liên bí cảnh đều có chuẩn bị, bọn họ mặc hộ giáp vào để ngăn cản gai độc. Hiện tại, muốn giết đại thú sinh đan cảnh không khó lắm, vấn đề là làm sao tìm được bọn chúng. Trong thiên vân sơn có tới 8 con vương thú, trong đó có ba con là sinh đan đỉnh phong, hai con là sinh đan hậu kỳ, một con là sinh đan trung kỳ, còn có hai con sinh đan sơ kỳ, tám con vương thú chiếm một khu vực, bình thường nước giếng không phạm nước sông. Mặc dù mỗi đầu vương thú đều có khu vực hoạt động, nhưng thiên vân sơn quá lớn, cho dù phân chia tám bộ phận nhưng nó vẫn to không hợp thói thường. Bởi vậy, ưu thế nhiều người thể hiện ra ngoài, mọi người phân tán hành động, đi tìm vương thú trong khu vực này. Chu gia trăm phương ngàn kế muốn đánh hạ thiên vân sơn, đương nhiên không có khả năng không có nắm giữ tư liệu vương thú, trong khu vực này có một con vương thú là thiết lân dương, nó là sinh đan hậu kỳ. Bình thường, hung thú cùng dai sẽ mạnh hơn võ giả, ví dụ như hung thú rất dễ dàng xuất hiện tồn tại tứ đỉnh ngũ đỉnh thậm chí thất đỉnh bát đỉnh, nhưng võ giả cơ bản chỉ là tam đỉnh, có thể phá vỡ bình cảnh tiến vào tứ đỉnh, thực lực của người đó nhất định tiến vào top 1.000 tinh võng. Cho nên, đừng nhìn con thiết lân dương này chỉ là sinh đan hậu kỳ, nhưng bốn sinh đan cảnh của Chu Gia liên thủ cũng bị nó đánh tơi bời. Bằng không có thể liên thủ giải quyết phương thú. Chu Gia cần nhiều đời chế tạo đại sát khí, đi đường vòng lớn như vậy để làm gì? Tất cả mọi người rất cẩn thận. Hung thú cùng hoàn cảnh nơi này đều tràn ngập nguy hiểm, không cẩn thận sao được? Lam Hàn là vũ khí bí mật, đương nhiên hắn không cần xuất động, chỉ cần chờ phát hiện ra Thiết Lân Dương, hắn lại đi tới là được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, rốt cục bọn họ đã phát hiện Thiết Lân Dương trên thực tế là thiết lân dương phát hiện bọn họ nó phát động công kích kết quả chu gia chết ba người người tới từ bên ngoài chỉ chết một người hai người trực tiếp bóp nát lệnh bài rời khỏi bí cảnh sau đó thiết lân dương tức giận nó tìm kiếm khắp núi đồi cũng chuẩn bị đại khai sát giới tại sao có người xông vào địa bàn của nó sau khi nhận được tin tức lăng hàn cầm nỏ hành động hắn nghênh đón thiết lân dương phía trước có người dẫn thiết lân dương tới đương nhiên là sinh đan cảnh của chu gia bằng không những người khác sẽ bị hung thú sinh đan cảnh đuổi kịp, sau đó ép thành cặn bã. Xuất hiện, con thiết lân dương kia cao hơn 10 trượng, chiều dài khoảng 20 trượng, toàn thân được bao phủ trong bộ lông dày giống như thiết giáp, hơn nữa còn tỏa ra ánh sáng kim loại, trên đỉnh đầu còn có hai cái sừng nhọn hơn 10 trượng. Bang, 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 thiết lân dương xông qua, nó va chạm với núi đá, núi đá vỡ nát tạo thành cát bay. Nó mạnh mẽ xông tới, thỉnh thoảng sẽ có một ngọn núi vỡ nát. Lang Hàn quay đầu nói với Chu Mật: làm cho con thiết lân dương dừng lại. Nếu không ta không thể khóa chặt nó. Chu Mật nhướng mày. Nếu muốn thiết lân dương dừng lại, nhất định phải đối cứng với thiết lân dương. Với thực lực vương thú của nó, tùy tiện công kích cũng có thể làm sinh đan cảnh trong gia tộc trọng thương. Nhưng không có cách nào. Lang Hàn chỉ là chú đỉnh, hắn không thể khóa chặt sinh đan cảnh là chuyện rất bình thường. Vào lúc này nội tâm hắn cũng thả lòng. Hắn lập tức hành động. Cần bốn sinh đan cảnh như bọn họ mới có thể ép thiết lân dương dừng lại. Lang Hàn đứng trên chỗ cao hắn bình thản chờ đợi người thật nhẹ nhõm tống lam nói không có gì lang hàn cười nói chỉ chốc lát quả nhiên thiết lân dương ngừng lại lang hàn giơ liệp thiên nỏ lên hắn nhắm chuẩn trước đó hắn đã sớm tụ lực cho nên hắn có thể phát động công kích ngay lập tức oanh mũi tên bắn ra ba 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 lôi đình tỏa sáng và nhanh tới mức đáng sợ không ai có thể nắm giữ quỹ thích của nó nó đã bay tới trước người thiết lân dương sau đó xuyên thẳng qua người lân giáp kiên cố của thiết lân dương mềm như đậu hủ. âm um, sinh đan cảnh hậu kỳ thì thế nào? con thiết lân dương kia không kịp kêu một tiếng đã ngã xuống. ở bên khác mũi tên đã xuyên qua người thiết lân dương. lực phá hoại của mũi tên quá khủng bố. đầu mũi tên rất nhỏ nhưng phá ra một miệng vết thương hơn một trượng, nội tạng và xương cốt bên trong bị đánh nát bấy. bằng không không có khả năng miểu sát hung thú sinh đan cảnh hậu kỳ như thế. lúc này mọi người gieo hò một con đại thú sinh đan cảnh đã chết. Ngay cả Lăng Hàn cũng phải ngạc nhiên, mặc dù hắn sớm biết huy lực một tiếng vừa rồi rất lớn, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy rung động khó kiềm nén được. Nhưng đừng nhìn việc này kết thúc dễ dàng như thế, vì hấp dẫn thiết lân dương tới, cũng ép nó phải dừng lại để có thể khóa mục tiêu, Chu gia vẫn bỏ ra cái giá đáng kể, chết mấy tộc nhân, cho dù là bốn sinh đan cảnh cũng bị thương ba người, trong đó có một người trọng thương. chương 4330, thắng thảm, dựa theo tình huống lý tưởng, bọn họ phát hiện xào huyệt thiết lân dương, sau đó dẫn con hung thú này ra ngoài, sau đó phát ra một kích tuyệt sát, như vậy sẽ không có người thành viên thương vong. Không có biện pháp, hiện thực và mong muốn không có khả năng giống nhau. Bọn họ muốn một hơi xử lý tất cả hung thú, nhưng hiện tại xem ra không thể làm như thế. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể chỉnh đốn ở đây. Cũng tốt, nơi này chính là địa bàn của bọn họ, có thể đi tìm kiếm tiên dược. Lăng Hàn không thể ngồi không, hắn cũng đi tìm kiếm tiên dược. Chúng đều bị Chu Gia thu về lý do là muốn tiến hành hiệu chỉnh dù sao uy lực quá lớn phát một tiếng sẽ tạo thành ảnh hưởng lên mũi tên và thân nỏ, cho nên vì bảo đảm một kích sau tinh chuẩn nhất định phải tiến hành hiệu chỉnh và bảo dưỡng lang hàn biết rõ chu gia không yên lòng dù sao đại sát khí này rất đáng sợ hắn không cự tuyệt hiện tại song phương đang hợp tác với nhau đều phải biểu thị một chút thành ý hai ngày sau hắn thật sự tìm được hai gốc tiên dược nhị tinh nhưng hắn cũng không có ăn vào hắn muốn luyện hóa thành đan từ đó gia tăng tỷ lệ lợi dụng Đến ngày thứ ba, Chu Mật đã tới tìm Lăng Hàn, có thể đi săn giết con vương thú thứ hai. Hành, vậy thì lên đường đi, mọi người càng cẩn thận, sau khi tiến vào lãnh địa con vương thú thứ hai, bọn họ lại chia nhau ra hành động, đi tìm xào huyệt của vương thú. Lần này thuận lợi đến lạ thường, bởi vì có người nhìn thấy con vương thú vừa săn mồi trở về, tự nhiên cũng lộ xào huyệt của nó ra trước mặt mọi người. Sau khi tới nơi, Chu ra giao bộ cung nỏ cho Lăng Hàn. Lăng Hàn tụ lực xong, bảo chu ra đi câu dẫn vương thú xuất hiện, kết quả nó vừa ló đầu ra đã bị bắn chết. Tất cả mọi người gieo hò, lần này không xuất hiện người nào thương vong, quả thực là kỳ thích. Bọn họ tiếp tục đi tìm con vương thú thứ ba, có thể thuận lợi như vậy, bởi vì vương thú thứ hai là sinh đan sơ kỳ, cho dù thực lực hay năng lực phản ứng đều rất kém, nhưng nếu như là sinh đan đỉnh phong, nó đã phát huy nguy cơ từ sớm. Kế tiếp, đây là khảo nghiệm to lớn, con vương thú thứ ba chính là đại thú sinh đan đỉnh phong, nếu thật chống lại, cho dù bốn cường giả sinh đan của Chu gia liên thủ cũng bị chém giết trong vài phút. Bởi vậy, tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, nếu không cẩn thận, bọn họ sẽ bị tiêu diệt. Nhưng khí vận của bọn họ rất tốt, bọn họ thuận lợi tìm ra xào huyệt của con vương thú. Quy củ cũ, Lăng Hàn bắt đầu chuẩn bị, sau đó bảo người Chu gia di hấp dẫn lực chú ý của vương thú. Đây là một con sói đen, nhưng đầu cũng không lớn, nó không khác gì sói hoang bình thường, nhưng hai mắt tỏa ra hung uy đáng sợ, nếu bị nó nhìn chằm chằm vào, người nào cũng phải sợ hãi, thậm chí trực tiếp mất đi chiến lực. Xeo, Lăng Hàn không có chút gì do dự, hắn rất bình tĩnh, không sợ bất cứ khí thức và hung uy gì. Một tiếng này vẫn bá đạo tuyệt luân như trước, oanh, sau khi bắn ra, ngọn núi sau lưng sói đen bị phá nát. Lại xử lý, thật tuyệt, tiếp tục 5 lần nữa sẽ xong công việc, tất cả mọi người gieo hò, ngay sau đó có người kêu thảm thiết, tiếng hoan hô dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết không dứt, nó là mở đầu của khúc nhạc đau thương tình huống như thế nào trong cho bụi bay khắp nơi mọi người hoảng sợ phát hiện một bóng đen đang xuyên qua người bọn họ nhẹ nhõm thu gặt nhân mạng t là con sói đen kia nó cũng chưa chết nhưng ít đi đoạn thân thể phía sau mọi người có thể nhìn thấy phần bụng bị phá hư phía sau nó rất đáng sợ và buồn nôn nhưng nó là tồn tại sinh đan đỉnh phong cho dù bị thương nặng như thế nhưng chiến lược rất kinh khủng chu mật không chút do dự hắn nói với lăng hàn chúng ta sẽ ngăn cản nó người mau chóng bắn ra mũi tên thứ hai được lăng hàn gật đầu bốn tên sinh đan cảnh chu ra sông tới trừ bọn họ ra không có người nào là đối thủ của sói đen cho dù nó đã trọng thương nhưng con sói đen không có ý dây dưa với đám người chu mật hơn nữa hai chân trước bộc phát tốc độ rất nhanh nó đại khai sát giới nhắm vào mọi người lúc này máu chảy thành sông người chết đương nhiên là người chu ra người tới từ bên ngoài phát hiện tình hình không đúng đã bóp nát lệnh bài sau đó truyền tống ra khỏi bí cảnh bảo mệnh, một ít người lai lịch lớn, trên người có bí bảo bảo mệnh, thậm chí còn bộc phát huy lực rất mạnh, ngay cả sói đen cũng kiêng kỵ không tấn công bọn họ. Lăng Hàn vừa tụ lực vừa quan sát, mặc dù đây là biến cố ngoài ý muốn nhưng cũng là cơ hội, hắn có thể quan sát hát chủ bài của mọi người. Nhưng Tống Lam quá thông minh, nàng lập tức lui ra khỏi chiến đoàn, thậm chí trước đó nàng còn không tiếp cận, hiện tại nàng đã có thể ngồi bàng quan. a à, trong bọn họ có ngọa hổ tàng long. Lăng Hàn nhìn thấy có vài người bất phàm, có lẽ chiến lực đã đạt tới thất đỉnh thậm chí bát đỉnh, mặc dù xa không phải đối thủ của sói đen, trên ngừa bọn họ có bí bảo nên ngoan cường sống tiếp tới bây giờ. Cũng may, dù sao sói đen bị trọng thương, mặc dù trong cơn giận dữ không quan tâm đến thương thế và phản kích mọi người, sau khi nó bộc phát xong, nó đã kiệt sức, cho nên bị bốn người Chu Mật vây khốn, cho nên nó không thể công kích mọi người. Thấy thế, Lăng Hàn tự nhiên cũng không vội, hắn chờ 15 phút mới bắn ra một tiếng oanh, lúc này sói đen không may mắn thoát khỏi, nó bị bắn nổ đầu và chết đi rất triệt để. Hung thú Sinh Đan đỉnh phong thật sự khủng bố, bị đánh lén vẫn không thể chém giết, ngược lại bị nó phản kích giết đi mấy chục người. Thắng thảm, người Chu gia không cao hứng nổi, bọn họ cho rằng mình có được đại sát khí, bọn họ có thể quét ngang Thiên Vân Sơn, không nghĩ tới gặp được một đầu vương thú Sinh Đan đỉnh phong đã cho bọn họ giáo huấn bằng máu. Lần này, hành động càn quét của bọn họ phải tạm hoãn lại, tử thương nhiều người như vậy Đương nhiên cần phải tu chỉnh lần nữa. Người sống tiếp lại đi tìm tiên dược, bọn họ cam nguyện mạo hiểm cũng bởi vì thu hoạch khá lớn. Thật nhiều người đang suy nghĩ tìm kiếm đại dược, nơi này trừ tiên dược ra, còn có tiên hà trong truyền thuyết, có thể tu ra tuyệt thế thần mang uy hiếp thiên hạ, còn có vật chất thần tính, có thể xúc tiến tiên cơ, tiên đỉnh, tiên đan tiến hóa, xung kích cấp độ hoàn mỹ. Không nói việc khác, đã có người đạt được kỳ ngộ, là Lưu Sấm, hắn đạt được vật chất thần tính có thể tăng cấp độ tiên đỉnh. Cái gì? Hắn vốn là Hoàng Kim đỉnh, đó đã là tiên đỉnh mạnh nhất, tiến thêm một bước, hắn sẽ mạnh như thế nào? Ngươi không biết rồi, Hoàng Kim đỉnh cũng không phải tiên đỉnh mạnh nhất, còn có thể bài trừ tạp chất bên trong, trở thành Bạch Kim đỉnh hoặc Lưu Ly đỉnh, Kim Ngọc đỉnh, các tiên đỉnh đặc thù này có nghiền ép Hoàng Kim đỉnh. T, tại sao ta chưa từng nghe nói qua? Ha ha, đó là ngươi cô lậu quả văn. Sau khi Lăng Hàn nghe xong, hắn cũng có phần kinh ngạc, hắn đã gặp qua Lưu Sấm, trước đó sói đen tàn sát khắp nơi. Lưu Sấm biểu hiện ra chiến lực thất đỉnh, bài danh tinh võng hơn 80, hiện tại hắn có được vật chất thần tinh giúp tiên đỉnh tiến hóa, chiến lực của hắn sẽ tăng lên rất lớn. Nhưng có ai tiến hóa tiên đỉnh đến cấp độ của hắn? Chương 4331, vật chất thần tính. Thời gian càn quét lần này dài hơn dự kiến của Lăng Hàn. Nửa tháng trôi qua, Chu gia vẫn không có động tĩnh gì. Lăng Hàn cũng không vội, Thiên Vân Sơn quá lớn, khắp nơi đều có cơ duyên, hắn cũng không có tính toán rời đi ngay. Hắn cũng muốn lấy được vật chất thần tính, không biết còn có thể làm tiên đỉnh tiến hóa hay không. Thời điểm vận khí tới là không ngăn được, Lăng Hàn tiến vào một sơn cốc, tìm được một gốc tiên dược, sau đó ở bên cạnh tiên dược, hắn thấy một khối đá như bạch ngọc, hắn nhìn thấy có tia sáng màu vàng đang lưu động bên trong, không cần mở khối đá ra xem, hắn cũng cảm giác được hoạt tính cường đại của khối đá. Đây là vật chất thần tính, Lăng Hàn mang theo tiên dược và tảng đá trở về, sau đó hắn mở một góc tảng đá ra dẫn xuất vật chất thần tính trong đó nó tác dụng vào tiên đỉnh trong thức hải sau đó lăng hàn lập tức phát hiện tiên đỉnh của mình không quan tâm vật chất thần tính này cho dù là lục đỉnh chưa tu thành cũng không hấp thu vật chất thần tính tạo dựng bản thân nói cách khác chất lượng tiên đỉnh của hắn quá cao cho nên cái gọi là vật chất thần tính không có hiệu quả với hắn lăng hàn vừa vui vẻ vừa buồn bực vui vẻ đương nhiên là vì cấp độ tiên đỉnh của mình rất cao cho dù có người thu được vô số vật chất thần tính cũng không thể gia tăng tiên cơ tiên đỉnh hoặc tiên đan bằng hắn mà buồn bực chính là bảo vật bị người ta tranh đoạt vỡ đầu lại vô dụng với hắn đây không phải uổng công sao bỗng nhiên hắn phát hiện vật chất thần tính trong viên đá đang xói mòn mặc dù tốc độ rất chậm nhưng cứ theo đàn này không tới một ngày sẽ biến mất hoàn toàn khốn kiếp tại sao không thể bảo tồn làm sao bây giờ dùng trên người mình quá lãng phí bán đi ánh mắt lăng hàn sáng lên thứ này có thể bán cho người tài đại khí thô, tốt nhất là tiến hành một hồi đấu giá, khi đó có thể tối đa hóa lợi nhuận. Đáng tiếc, hiện tại không có thời gian, không có biện pháp, chỉ có thể đi tìm Tống Lam. Trong thời gian ngắn như vậy, muốn tìm một người quen lại tài đại khí thô, trừ Tống Lam còn có ai. Hắn đi tìm Tống Lam, không nghĩ tới Lưu Sấm đang ở nơi đó, không biết hai người nói cái gì, bầu không khí rất không tệ. Lam Lam, ta nói với người chuyện này, Lăng Hàn không che đậy miệng, Hắn muốn xem Tống Lam thất thố nhưng lại không làm gì được mình. Nhưng lần này Tống Lam không có thất thố, Lưu Sấm lại tái mặt. Lăng Hàn không cho hắn cơ hội phát tác, hắn vẫy tay với Tống Lam. Tới hay không, nếu không, sau này có hối hận cũng đừng tìm ta. Tống Lam chỉ do dự nửa giây, nàng áy náy cười với Lưu Sấm một tiếng. Lưu huynh, ta đi một chút. Nghe Tống Lam nói như vậy, Lưu Sấm rất phong độ chắp tay nói. Tống tiên tử cứ tự nhiên, Tống Lam theo Lăng Hàn tới một rừng cây nhỏ sau đó nói. Không nên giả thần giả quỷ, có chuyện gì, bán cho ngươi đồ tốt, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười, thứ gì, thuốc dưỡng thai, xoát, Tống Lam xuất trưởng đánh tới. Đứng đắn một chút, Lăng Hàn lấy ngọc thạch ra, nói, Ây, không cẩn thận tìm được vật chất thần tính, dự định bán đi. Ngươi có hứng thú hay không? Không hứng thú thì ta tìm người khác, nói nhảm, đương nhiên là có hứng thú. Ánh mắt Tống Lam sáng lên, nhưng nàng không hiểu, vì cái gì ngươi không dùng, ta quá trâu bò, vật chất thần tính không có hiệu quả với ta. Lăng Hàn không có nói lời làm người khác đố kỵ, hắn nói. Ta bán, người mua, người không mua, ta tìm người khác. Ý là, nhanh ra giá đi, đừng có nói nhiều. Tống Lam tức giận, nàng chính là mỹ nhân bài danh thứ 9 trên tuyệt sắc bảng, có nam tử nào không lấy lòng nàng. Nhưng Lăng Hàn thì sao? Không phải miệng ba hoa với nàng thì chính là không vừa mắt, dù sao hắn không xem nàng là việc gì quan trọng. Tại sao có người đáng giận như thế? Ngươi muốn cái gì, nàng áp chế tức giận trong lòng, vật chất thần tính có tác dụng quá trọng yếu với nàng. Đế thuật, Lăng Hàn dùng công phu sư tử ngoạc. Ha ha, Tống Lam lườm hắn, nói đùa, đế thuật châu bò cỡ nào, cho dù dùng nội tình của thánh địa cũng không đổi được. Ai, hiển nhiên không có khả năng dùng đế thuật đổi, nhưng Tống Lam cũng xuất thân thế lực tôn giả, nếu thật nắm giữ đế thuật, cơ duyên của nàng quá nghịch thiên rồi. Lăng Hàn chỉ nắm giữ một thức yêu hầu quyền và chữ úm trong lục tự minh vương chú, một môn thánh thuật lăng hàn lại cầu việc khác mặc dù tống lam không phải xuất thân thánh địa nhưng thiên kiêu như nàng có thể đạt được thánh thuật lăng hàn cũng không cảm thấy kỳ quái tống lam lắc đầu ta có thể dạy ngươi một môn trưởng pháp tứ cực cảnh ha ha lúc này đến phiên lăng hàn trợn mắt trưởng pháp cấp tôn giả có giá trị kinh người nhưng so với vật chất thần tính thì nó còn kém rất nhiều thánh thuật hắn kiên trì nói không có khả năng tống lam cũng không nhượng bộ lúc này tự nhiên là kêu giá trên trời trả tiền dưới đất. Song Phương trải qua rằng có một phen, Tống Lam cuối cùng đồng ý lấy ra một môn thánh thuật không chọn vẹn đổi. Lăng Hàn cũng đồng ý, bởi vì hắn không có khả năng kéo dài quá lâu, nếu không vật chất thần tính sói mòn sạch sẽ, hắn không vớt được cái gì cả. Song Phương trao đổi, Lăng Hàn cầm một khối ngọc quyết, Tống Lam cầm tảng đá kia. Song Phương đều dùng thần thức dò xét, sau đó đều cười một tiếng. Rất tốt, đối phương không chơi lừa gạt, hợp tác vui vẻ, Tống Lam tươi cười xinh đẹp. Vậy đến ôm một cái, Lăng Hàn giang hai tay ra, Tống Lam lườm hắn, sau đó nàng rời đi, nhưng đi vài bước, nàng ngừng lại, quay đầu hung dữ nhìn Lăng Hàn một chút, sau đó tăng tốc rời đi. Hiển nhiên, nàng phát hiện vật chất thần tính sói mòn, lúc này nàng cảm thấy, sớm biết như thế, nàng có thể hung hăng ép giá, quyền chủ động hoàn toàn ở trong tay nàng. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, nàng không kịp so đo với Lăng Hàn, nhất định phải luyện hóa vật chất thần tính trước tiên, trôi qua một giây cũng là lãng phí lớn lăng hàn cười hắc hắc hắn quay người rời đi hắn vừa rời khỏi rừng cây nhỏ hắn đã nhìn thấy lưu sấm sắc mặt vị tuấn kiệt đương thời này rất khó coi bởi vì hắn không yên lòng nên theo đuôi bọn họ vào lúc tới khu rừng hắn nhìn thấy lam chạy vội ra vẻ mặt rất tức giận hiển nhiên lăng hàn khẳng định đã đắc tội với tiên tử thậm chí đã đưa ra yêu cầu quá phận gì đó thật sự là quá ghê tởm lăng hàn người cũng dám khinh nhờn tống tiên tử hôm nay ta tuyệt không tha cho ngươi Hắn lạnh lùng nói: "A, kẻ này bị sao thế?" Lăng Hàn lắc đầu, "Đầu ngươi bị cháy hỏng sao? Quy xuống cho ta." Lưu Sấm giết tới, chiêu chiêu lăng lệ, hắn muốn đánh gục Lăng Hàn. Hắn cực kỳ phi phàm, còn chưa tiến vào bí cảnh đã bài danh tinh võng hơn 80, hiện tại phẩm chất tiên đỉnh tăng lên rất nhiều, chiến lực của hắn cũng nâng cao một bước, có lẽ có thể đạt tới bài danh 60, thậm chí là 50. Chương 4332: Phong thần thối. Đáng tiếc ngay cả lục kỳ bài danh 19 tinh võng cũng không phải đối thủ của Lăng Hàn, lưu sấm tính là cái gì? Đúng vậy, tinh võng chiến và hiện thực chiến có khác nhau. Tinh võng chiến trừ đi tất cả nhân tố bên ngoài, không cân nhắc pháp khí và phù binh, cho nên, giao thủ chân chính, nói không chừng bài danh thấp có thể thắng bài danh cao, nhưng bài danh thấp cũng không thấp hơn nơi nào, nhất là đạt tới cấp độ của lưu sấm, tranh lệch chỉ trong 10 vị trí mà thôi. Trừ phi là loại người như lâm thất có thể thiêu đốt đế huyết, bởi vì nó quá đặc thù chi ít lưu sấm cũng không phải là đế tộc cho nên thực lực của hắn tăng lên hắn giao thủ với lăng hàn cũng bó tay trói chân hắn không thể phát huy hết thực lực của mình trái lại còn bị lăng hàn đẻ đánh đi lưu sấm giấy dụa lần cuối hắn vận dụng tiên đỉnh muốn dùng tiên đỉnh tới áp chế lăng hàn nhưng không có tác dụng lăng hàn không nắm tiên đỉnh dọa hắn đã tốt lắm rồi hắn còn muốn áp chế lăng hàn nói đùa gì thế lăng hàn đánh lưu sấm đánh một trận cũng không lấy mạng đối phương dù sao không có thâm thù đại hật, hơn nữa nếu hắn thật lộ ra sát cơ, lưu sấm cũng có thể bóp nát lệnh bài chạy ra khỏi bí cảnh. Chỉ có xem thường như thế mới làm lưu sấm phẫn nộ. Ta nhất định sẽ báo thù, hắn cắn răng nói ra, hắn hiện tại là thất đỉnh, chỉ cách bát đỉnh một tia. Hắn tin tưởng, sau khi mình tiến vào bát đỉnh, với nội tình vượt qua hoàng kim tiên đỉnh của mình, hắn nhất định có thể trấn áp lăng hàn. Lăng hàn không đặt việc này trong lòng, hắn trở lại lều vải, Hắn bắt đầu nghiên cứu thánh thuật của Tống Lam cho hắn. Thánh thuật tên là Phong Thần Thối, tên như ý nghĩa, đương nhiên là một môn cước pháp, sau khi luyện tới cảnh giới tối cao có thể đá nát tinh thể. Nhưng môn Phong Thần Thối này lại là bản thiếu, nó còn kém thánh thuật một đoạn dài, nhưng lại mạnh hơn công pháp tứ cực cảnh một mảng lớn. Lăng Hàn bắt đầu nghiên cứu, thánh thuật chính là thánh thuật, rất khó tu hành, hơn nữa nó còn là bản thiếu, uy lực rất nhỏ nhưng muốn hiểu ra lại rất khó. Bởi vì có thật nhiều chỗ trống không, cần sử dụng lý giải của mình bổ sung. Nhưng chú đỉnh làm sao có thể lý giải võ đạo sánh bằng thánh nhân? Cho nên, tu luyện thánh thuật này cực chậm, hơn nữa uy lực cũng kém đi rất nhiều. Nhưng khi tu vi Lăng Hàn tăng lên, hắn có thể chữa trị thiếu hụt trong thánh thuật này, làm cho nó biến thành thánh thuật chân chính. Sau khi hao phí 7 ngày, Lăng Hàn đã nhập môn. Tâm niệm hắn khẽ động, hắn bắt đầu suy nghĩ yêu hầu quyền. Yêu hầu quyền chân chính có chín thức, hắn mới nắm giữ một thức hơn nữa còn tu thành vào thời điểm trúc cơ hiện tại hắn đã bước vào chú đỉnh hơn nữa còn đạt tới lục đỉnh hắn có thể tu thêm một thức thậm chí nhiều hơn nữa hay không lang hàn bắt đầu ngộ đế thuật tuyệt đối không phải khổ luyện có thể thành chỉ có thể ngộ hiểu chính là hiểu không hiểu là không hiểu việc này rất gian nan lang hàn tiến cảnh chậm chạp nhưng hắn lại vui mừng bởi vì trước kia không có chút hy vọng nào mặc dù hiện tại chậm thì chậm nhưng hắn có hy vọng rất lớn tu ra yêu hầu quyền thức thứ hai lang hàn tràn đầy chờ mong đây chính là đế thuật hắn khổ tu ba ngày quyết định ra ngoài giải sầu một chút bởi vì hắn gặp phải bình cảnh cũng không phải khổ tu có thể hiểu ra cho nên còn không bằng đi thay đổi tâm tình quay đầu lại ngộ nói không chừng hắn sẽ hiểu ra hắn chưa đi được vài bước hắn đã nhìn thấy tống lam a à, hắn lập tức phát hiện tống lam hiện tại có biến hóa không phải dung mạo mà là khí chất nàng càng thanh trần thoát tục nói một cách thông dụng tiên khí của nàng nặng hơn hiển nhiên nàng chẳng những luyện hóa vật chất thần tính, còn giúp tiên đỉnh tiến bộ cực lớn, cho nên khí chất mới biến hóa rõ ràng như thế. nha, tiểu lam lam nhà ta càng xinh đẹp hơn. lang hàn cười nói, tống lam chỉ lặng lẽ nhìn hắn, lười nhác đấu võ mồm với kẻ này, làm như vậy sẽ kéo thấp phong độ của nàng. luận bàn một chút, tống lam nói, nàng tràn ngập lòng tin, tu vi của nàng không thay đổi nhưng phẩm chất tiên đỉnh lại tăng lên rất lớn, nàng rất kích động. tốt, Lăng hàn gật đầu, hắn cũng thử uy lực của phong thần thối hai người khai chiến, Lăng Hàn lập tức phát hiện, thực lực Tống Lam có tiến bộ cực lớn, phẩm chất tiên đỉnh tăng lên, ảnh hưởng chiến lực của nàng rất lớn. Nhưng Tống Lam lại kinh hãi hơn hắn, nàng truyền phong thần thối cho Lăng Hàn, bởi vậy nàng cũng biết tới nó, so sánh với nàng, tạo nghệ ở phong thần thối của Lăng Hàn đã rất cao, hoàn toàn không kém gì nàng. Ngộ tính của gia hỏa này rất đáng sợ, lúc trước nàng đạt được môn thánh thuật này, nàng bỏ ra thời gian 3 tháng mới có thể nắm giữ, không có biện pháp, bản thiếu rất khó học, việc này đã xem như rất nhanh trong tống gia người thiên phú cao thứ hai phải mất thời gian hai năm mới có thể nhập môn nhưng so sánh với lăng hàn tất cả đều là cặn bã gia hỏa này có một tính quá biến thái hai người đánh nhau một hồi sau đó ngừng lại lăng hàn phải lau mắt mà nhìn thiếu nữ đẹp như thiên tiên trước mặt trước đó chỉ cảm thấy nàng xấu bụng hiện tại hắn có thêm ấn tượng mới nàng đã là cao thủ trong tình huống tranh lệch hai đỉnh tống lam đã không kém gì hắn có thể nói chiến lực rất kim người thực lực và mộ tính của Lam Huynh thật kinh người. Tống Lam nói, Lăng Hàn cười một tiếng, tiểu Lam Lam có bị ta khuất phục hay không, không bằng gả cho ta đi. Tống Lam lườm hắn, thản nhiên nói, hôn phu trong lý tưởng của ta phải như tinh không đệ nhất nhân, có thể đánh vỡ ghi chép vạn cổ, khinh thường cổ kim. Cái này, Lăng Hàn sờ mũi, nếu không phải hắn bảo vệ bí mật rất tốt, hắn đang hoài nghi có phải nữ nhân này đang biểu lộ tình ý với hắn hay không. Ai, thật không nghĩ tới, ngươi lại thầm mến ta tống lam cười ha ha mặc kệ ra hỏa tự luyến này không nói gạt ngươi ta chính là tinh không đệ nhất nhân Lam hàn cười nói nếu như hắn không phải cười đùa tí tửng có lẽ tống lam sẽ tin tưởng hắn mấy phần nhưng bây giờ lại cảm thấy lang hàn là đang cố ý chiếm tiện nghi của mình a à, ta nói ta thưởng thức nam tử như thế ngươi lại nói ngươi là tinh không đệ nhất nhân nói thế quá tận lực quá rõ ràng quá cấp thấp đúng lúc này một người chu ra tới nói lăng thiếu gia chủ đại nhân xin mời ngài đi qua. Rất đơn giản, chu gia đã khôi phục được 78 phần, có thể tiếp tục càn quét Thiên Vân Sơn. Tốt, vậy thì tiếp tục, lần này, mục tiêu của bọn họ vẫn là thú vương Sinh Đan đỉnh phong, đây là một con tinh tinh, nhưng trên lưng còn mọc ra một đôi cánh. Khó làm, ở chỗ này, trúc cơ, chú đỉnh không thể ngự khí phi hành, Sinh Đan cũng không thể dùng nhục thân ngao du thiên địa, dường như thiếu đi cái gì đó. Nhưng đám mọc cánh lại không nằm trong diện này. Như con thú vương trước mặt có thể phi hành, cho nên ứng với câu như hổ thêm cánh, càng khó đối phó hơn trước. Lần này, bọn họ cũng không dám có bất kỳ chủ quan nào, cho dù kẻ đến từ bên ngoài có bí bảo, mặc dù không bằng Liệp Thiên nhỏ, nhưng nhiều người công kích như vậy, uy lực tương đối khả quan. Hai ngày sau, bọn họ tìm được sào huyệt của Tinh Vương. Chương 4333, đột phá. Lần này, tất cả mọi người càng cẩn thận, sau khi ăn thiệt thòi cách đây không lâu, nếu không cẩn thận làm sao sống lâu trong thế giới nguy hiểm này. Tinh vương bị dẫn ra, lăng hàn bắn ra một tiếng, mũi tên bắn nát thân thể bên trái của tinh vương, sau đó mọi người cùng nhau dùng thiểm điện trường mâu tiến hành oanh kích, lại thêm bốn tên sinh đan tiến hành kiềm chế, lần này trả giá bằng ba người tử vong mới xử lý xong tinh vương. Chiến tích này quá kinh người, làm cho mọi người gieo hò không thôi. Sau khi trải qua chỉnh đốn ngắn ngủi, bọn họ lại bắt đầu đi tìm thú vương sinh đan đỉnh phong thứ ba, ba con thú vương này chiếm cứ bộ phận tinh hoa nhất của Thiên Vân Sơn, tiên dược nơi này nhiều nhất, lực lượng thiên địa nồng nặc nhất, cho nên cũng dễ tìm nhất. Cuối cùng, con thú vương sinh đan đỉnh phong thứ ba là một con rắn, toàn thân trắng như tuyết, chiều dài mấy trăm trượng. Loài rắn thính giác phi thường nhạy cảm, con rắn này cũng không ngoại lệ, còn chưa chờ hình thành vòng vây, nó đã giết ra và đổ sát. Con rắn khổng lồ như thế, tự nhiên không tìm ra vị trí bầy tắc, lăng hàn nhắm thẳng vào đầu của nó, hắn bắn một tiễn vào đầu con rắn, nhưng trùng chết trăm chân vẫn còn cương, huống chi là hung thú sinh đan cảnh, hai mắt con rắn bị đánh thủng chỉ còn lỗ máu nhưng sát tính rất mạnh, nó liên tục đổ sát. Cũng may, con mắt mù, tai cũng mất, con rắn chỉ có thể dùng thần thức cảm ứng vị trí mỗi người, nhưng nó đang tức giận, năng lực phán đoán của nó bị ảnh hưởng. Tất cả mọi người toàn lực ứng phó, con rắn này quá kinh khủng, một cái quét đuôi có thể đánh nát núi đá, nó quấn thân có thể siết vỡ ngọn núi, hơi không cẩn thận sẽ bị nó đánh chết. Cận chiến hơn 2 giờ, chiến đấu mới kết thúc không giống trước đó mặc dù đã xử lý xong thú vương nhưng không lưu lại thứ gì con rắn bị đánh nát đầu tuyệt đại bộ phận thân thể vẫn duy trì hoàn hảo bởi vậy có lượng lớn thịt hung thú sử dụng thịt hung thú sinh đan cảnh khẳng định là thứ đại bổ đêm đó tất cả mọi người ăn như gió cuốn đây là một hồi thịnh yến chỉ cắn một miếng thịt rắn cũng làm toàn thân ấm áp sức sống tràn ngập sảng khoái đến mức khó nói thành lời có vài tên đệ tử chu gia hoàn thành đột phá từ chúc cơ bước vào chú đỉnh trong đó có một chú đỉnh lâu năm cảm giác cảnh giới giãn ra, chỉ sợ qua vài ngày là có thể đột phá sinh đan. Không có biện pháp, tốc độ tu hành của người trong thế giới này rất nhanh. Người bên ngoài không ngừng hâm mộ, nhưng nghĩ tới đổi sinh mệnh gia tăng tu vi lại làm người ta trùn bước. Đúng lúc này, trên thân một người sinh ra khí thức xô trào, đám người chung quanh vội vàng rời đi. Lưu sấm, tê, gia hỏa này sắp đột phá. Nghe nói gia hỏa này đã sớm đạt tới thất đỉnh, lại muốn đột phá, không phải bát đỉnh thì chính là sinh đan. Hắn không phải là sinh đan, bước ra sinh đan sẽ tăng vọt về chất, mặc dù khí thức hiện tại rất khủng bố nhưng vẫn không thể vượt qua một bước kia. Ân, có lẽ hắn sắp bước vào bát đỉnh, kỳ thật tốc độ tăng lên như vậy rất kinh khủng, bởi vì thiên tài như hắn bước vào sinh đan là chuyện chắc như đinh đóng cột, như vậy đột phá từ thất đỉnh đến bát đỉnh, đây là hai khái niệm khác nhau. Đúng vậy, ngày sau hắn sẽ có một chỗ cắm rùi trong hàng ngũ thiên kiêu đỉnh cấp. Ai, thu hoạch được vật chất thần tính gia tăng phẩm chất tiên đỉnh, đây đã là cơ duyên to lớn, hiện tại còn bước vào bát đỉnh, có cho người ta sống hay không? Tất cả mọi người kinh hô, có ít người đang suy nghĩ nên đánh trộm hay không, phá hủy đột phá của lưu sấm, cho dù sau này đối phương tìm được thời cơ, có khả năng là việc của vài năm sau đó. Trong hàng ngũ thiên tài đứng đầu, kém vài năm sẽ xuất hiện biến hóa thế nào? Xeo, thân thể lưu sấm lóe sáng, hắn biến mất phía chân trời. Hắn cũng không ngốc, hắn làm sao có thể đột phá tại đây? Trước đó hắn ăn thịt con rắn, ban đầu hắn đã thu được thời cơ đột phá hiện tại hắn bắt được thời cơ này tự nhiên cần phải tìm nơi không người đột phá không có người truy kích làm vậy quá rõ ràng lang hàn lại đòi chu ra lượng lớn thịt rắn hắn muốn luyện chế linh động đan thứ này có thể gia tăng tu vi mà nguyên vật liệu chính là thịt hung thú tiên dược hắn có thể phối hợp vì ý phẩm chất của thịt hung thú và tiên dược sẽ tạo ra hiệu quả khác biệt hung thú sinh đan cảnh châu hay không châu đương nhiên là quá châu cộng thêm hắn hái được tiên dược mấy ngày trước vừa vặn có vài cọng thích hợp làm thuốc bởi vậy lăng hàn bắt đầu luyện đan chờ thất bại một lần lăng hàn một hơi luyện ra ba lô linh động đan hắn ăn một viên vào bụng ngay sau đó năng lượng sôi trào lăng hàn cười lớn hắn cách lục đỉnh đỉnh phong một tia hôm nay phục dụng linh động đan chỉ sợ hắn cần ba bốn ngày là có thể đột phá lục đỉnh viên mãn vừa vặn đội ngũ cần tu chỉnh một lúc hơn nữa ba con hung thú sinh đan đỉnh phong khó dây dưa nhất đã xử lý còn lại ba con vương thú dễ đối phó hơn nhiều. Lăng Hàn mỗi ngày phục dụng một viên linh động đan, đến ngày thứ tư, hắn đã đạt tới lục đỉnh viên mãn. Tốt, bắt đầu xung kích thất đỉnh, Lăng Hàn lặng lẽ rời đi, hắn tìm một sơn động, sau đó phong bế cửa động, hắn ngồi xếp bằng và bắt đầu xung kích thất đỉnh. Hắn không cảm thấy mình gặp bình cảnh, tất cả cũng rất thuận lợi, hai ngày sau, hắn tìm được thời cơ đột phá, sau khi ăn vài giọt linh thạch nhũ, hắn bắt đầu ngưng tụ hạch tâm của tiên đỉnh. Lúc này hắn mới cảm thấy áp lực sáu tiên đỉnh cùng sinh ra bài xích tiên đỉnh mới nhưng lực đẩy cũng không lớn bởi vậy hắn có thể ngưng tụ ra hạch tâm thất đỉnh nhưng hắn thử ngưng tụ bát đỉnh có lẽ áp lực sẽ tăng lên rất nhiều cửu đỉnh sẽ càng khó khăn hơn trước phải nắm chắc thu hoạch tiên hà không thì chờ sau khi bước vào sinh đan không thể hấp thu tiên hà không tu ra thần mang lại qua hai canh giờ thân đỉnh thất đỉnh đã thành nó chìm nổi trong thức hải của hắn nó vừa mới hình thành nhưng lại tỏa ra khí tức lịch sử cổ xưa, giống như có thể nối liền cổ kim tương lai. Banh Lăng Hàn đánh mở tảng đá và bước ra ngoài. Thất đỉnh, thế gian còn có chú đỉnh nào là đối thủ của hắn? Hắn trở lại danh địa, nhìn thấy có hai người đi tới. Lăng Hàn, người đi nhanh một chút, Lưu Sấm đang muốn tìm người quyết đấu. Lăng thiếu, nhanh đi gặp gia chủ đại nhân, hắn đã tìm người suốt mấy ngày qua. A, à, ai cũng bảo hắn đi, hắn phải nghe ai? Đương nhiên Lăng Hàn sẽ không nghe ai cả, hắn có chủ ý của mình. Lưu Sấm, a, à, đột phá bát đỉnh thì cho rằng mình vô địch, đúng là không biết sống chết. Lăng Hàn hoàn toàn không có để ý, hắn nói với người Chu gia, "Ta đi tắm trước, rửa xong lại đi gặp Chu Mật." Người Chu gia há miệng muốn nói nhưng không nói được gì, hiện tại còn cần dựa vào Lăng Hàn, cho nên hắn không thể đắc tội với đối phương. Chương 4334, một kích mà thôi. Lăng Hàn nhàn nhã tắm rửa một lúc, sau đó thay quần áo sạch sẽ lúc này mới đi ra khỏi doanh trướng nhưng lưu sấm đang chờ ở bên ngoài sau lưng còn có một ít kẻ đến từ bên ngoài a à, đến xem náo nhiệt sao lưu sấm ngạo nghễ hắn đã quên đi lo lắng sau lần bại trận trước lăng hàn đây là đương nhiên hắn đã đột phá bát đỉnh lại thêm tiên đỉnh vượt qua cấp độ hoàng kim đương nhiên hắn tự tin ngập trời cho rằng mình là thiên hạ vô địch lăng hàn quỳ xuống hắn lạnh lùng quát lớn lăng hàn bật cười chỉ vừa đột phá bát đỉnh như thế nào, người cho rằng mình thiên hạ vô địch. Tất cả mọi người lắc đầu, cảm thấy Lăng Hàn quá tự tin. Thất đỉnh và bát đỉnh chênh lệch bao lớn, từ bài danh trên tinh võng, bài danh thất đỉnh đại khái từ 50 đến 100, mà bát đỉnh từ 10 đến 50, chỉ có tuyệt thế thiên kiêu tu ra cửu đỉnh mới có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Đáng tiếc là, Bắc Thiên vực không có bất kỳ người nào tu ra cửu đỉnh, cho nên không ai chen vào 10 vị trí đầu. Nghe nói, tu ra cửu đỉnh, khi chiến đấu có thể bộc phát chín tiên đỉnh cùng xuất hiện khi đó có uy năng lớn lao, căn bản không cần ra tay đã làm cường giả bát đỉnh nằm xuống. Tranh lệch quá lớn, Bắc Thiên vực không có trí cường giả cửu đỉnh, như vậy bát đỉnh chính là đỉnh cấp, chỉ ít trong một mẫu ba phần đất Bắc Thiên vực này, đúng là vô địch cùng cảnh giới. Lưu Sấm bật cười, hắn lắc đầu, sâu kiến mà thôi, ngươi làm sao biết biết bát đỉnh cường đại. Lăng Hàn ngoác ngoác ngón tay, đến, ta dạy cho ngươi biết làm người như thế nào. Lăng Hàn, người thật ngông cuồng, lưu sấm nhanh chân tới gần lăng hàn hắn vận chuyển tiên đỉnh tiên đỉnh như xích kim nhưng lại có vầng sáng của ngọc thạch nhưng khi tiên đỉnh chấn động sắc mặt mọi người thay đổi thật là đáng sợ từng đạo hung uy bộc phát nội tâm mọi người sinh ra hàn ý đây là tiên đỉnh siêu việt hoàng kim đỉnh hơn nữa còn là bát đỉnh cả hai điệp ra với nhau lưu sấm đã vô địch trong bắc thiên vực lưu sấm hiện tại có thể xông lên bài danh thứ mấy trên tinh võng ta cảm thấy cho dù là lục kỳ cũng không có mạnh như vậy T, như vậy ít nhất đứng trước bài danh 20 rồi. Đương nhiên, bát đỉnh đã không kém gì lục kỳ, huống chi tiên đỉnh của Lưu Sấm còn tiến thêm một bước. Kim Ngọc tiên đỉnh, cao hơn một tầng, tất cả mọi người cảm thán, có người tận mắt nhìn thấy Lăng Hàn đánh bại lục kỳ, hiện tại cũng cảm thấy hắn không có phần thắng. Bởi vì Lưu Sấm quá mạnh, Lưu Sấm đi rất chậm, dường như hắn muốn chơi mèo vần chuột, hắn muốn Lăng Hàn trải nghiệm sợ hãi, sau đó mới đánh bại hắn trước mặt mọi người, bị tất cả mọi người dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn chằm chằm thần phục hắn cao ngạo nói một câu lăng hàn cười một tiếng giơ tay phải lên bại ngươi chỉ cần một chiêu cuồng ngạo đúng là quá cuồng ngạo lưu sấm hít sâu một hơi hắn định dùng tuyệt chiêu mạnh nhất đánh bại lăng hàn đúng lúc này lăng hàn điểm nhẹ về phía hắn một tia điện bay đi điện quang nhanh đến mức không hợp thói thường sau đó nhìn thấy lưu sấm bay ra ngoài bành hắn đụng mạnh vào một ngọn núi ở phía sau sau đó biến mất trong đó cát đá và cho bụi bay tứ tung, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, chết lặng nhìn chằm chằm tay phải của Lăng Hàn. Chỉ điểm nhẹ mà thôi, Lưu Sấm đã bay đi, khốn kiếp, người quá biến thái rồi, đây chính là bát đỉnh, bát đỉnh không thể địch lại một ngón tay của Lăng Hàn, chẳng lẽ Lăng Hàn là cửu đỉnh. Cũng không nghĩ một chút, lúc trước Lăng Hàn còn ở lục đỉnh đã có thể đánh ngang tay với thiên kiêu bát đỉnh như lục kỳ, hiện tại hắn chẳng những bước vào thất đỉnh, hơn nữa lôi đỉnh thần mang có thể sánh ngang đế thuật. Cho nên, đừng nhìn Lăng Hàn chỉ điểm một ngón tay nhẹ nhàng, nhưng thật ra nó không khác gì hắn toàn lực vận dụng yêu hầu quyền, một chiêu đánh bại lưu sấm thì có gì khó khăn. Đúng rồi, nghĩ đến yêu hầu quyền, Lăng Hàn hiểu ra, hắn quay người vào trong lều vải và cảm ngộ. Cái này, tất cả mọi người im lặng, đánh bại một tên bát đỉnh, lại làm như không có việc gì và quay vào trong lều vải, người ta không đặt lưu sấm trong lòng cỡ nào. Lúc này, lưu sấm thật sự tự dước lấy nhục, chẳng những không thể đánh bại Lăng Hàn, hơn nữa còn bị làm nhục người ta không xem hắn thành đối thủ. Chỉ một giờ sau, Lăng Hàn cười to, rốt cuộc hắn nắm giữ yêu hầu quyền thức thứ hai. Việc này đáng để hắn hưng phấn, bởi vì đây chính là đế thuật. Hắn tinh tế suy nghĩ, hai thức yêu hầu quyền liên hệ với nhau, nếu như tách ra sử dụng, uy lực thức thứ nhất cùng thức thứ hai không có sự khác biệt, nhưng nếu như sử dụng cùng nhau, uy lực thức thứ hai sẽ mạnh gấp đôi thức thứ nhất. Lăng Hàn rất chờ mong, nếu hắn liên tục đánh ra bốn thức thậm chí chín thức thì sao, uy lực sẽ gia tăng cỡ nào lăng hàn lúc này bên ngoài có tiếng kêu vọng vào lăng hàn mở lều vải ra nhìn hắn nhìn thấy chu mễ dương đang đứng ở bên ngoài tại sao không gọi thúc thúc lăng hàn từ tốn nói hắn và chu mật ngang hàng luận giao chu mễ dương gọi thẳng tên của hắn chính là bất kính chu mễ dương hừ một tiếng tự nhiên cực kỳ khó chịu nhưng nghĩ tới phụ thân dặn dò hắn cúi đầu nói gia phụ đã chờ ngươi rất lâu nha lăng hàn gật đầu cũng không có giải thích càng không nói xin lỗi như vậy càng làm Chu Mễ Dương tức giận. Bọn họ đi gặp Chu Mật, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, bởi vì Chu gia đã tu chỉnh xong, có thể tiếp tục càn quét ba con vương thú còn lại. Con vương thú thứ sáu là đại thú sinh đan hậu kỳ, đương nhiên cũng không dễ đối phó, mấu chốt là nó sẽ còn kêu gọi tiểu đệ, từ đó dẫn tới thú triều đầy núi. Mặc dù con vương thú này bị xử lý rất nhanh, nhưng thú triều đã hình thành, cho nên vẫn tạo thành phá hoại rất lớn. Lần này cần thời gian khôi phục. Lăng Hàn hành tẩu trong núi, hắn đang tìm kiếm vật chất thần tính, lúc này hắn sẽ không mở ra, mà là cất dấu lưu cho nữ hoàng, hổ nữ. Thứ tốt như thế, đương nhiên không chê nhiều. Khoan hãy nói, vận khí của Lăng Hàn thật sự không kém, hắn đi dạo trong núi ba ngày, hắn lại tìm ra hai phần vật chất thần tính, nói ra tuyệt đối sẽ làm hâm mộ chết vô số người. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, có người đạt được tiên dược, có người đạt được vật chất thần tính, nhưng không ai đạt được tiên hà chân quý hơn trừ Lăng Hàn, nhưng đây chính là thu hoạch trong Thiên Vân Sơn. Nghỉ ngơi mấy ngày, tiếp tục càn quét, sau một trận chiến, mọi người không tiêu hao cái gì. Tiếp tục, nê xử lý con vương thú cuối cùng, Thiên Vân Sơn sẽ bị dọn sạch. Chu Mật nói, đây là tâm nguyện mười mấy đời của Chu Gia, bây giờ chỉ kém một tia là có thể hoàn thành, tự nhiên càng làm người Chu Gia hưng phấn, mặc dù bọn họ đã trả giá bằng mấy trăm sinh mạng. Chu Mễ Dương nhìn lăng hàn một chút, hắn nở nụ cười đầy sát cơ, bởi vậy, hắn lập tức thu liếm nụ cười. Lăng Hàn lắc đầu, con vương thú cuối cùng sẽ giao cho các ngươi xử lý. Chương 4335, ngả bài. Lăng Tiểu Hữu, người có ý gì? Chu Mật cau mày, Lăng Hàn giang tay ra, con thú vương cuối cùng là yếu nhất, chính là sinh đan sơ kỳ, chiến lực nhiều nhất chỉ sánh bằng sinh đan hậu kỳ, với thực lực bốn người Chu gia chủ, muốn đánh chết nó không phải chuyện khó khăn gì. Ha ha, Tiểu Hữu không nên nói thế, hung thú không có trí tuệ, liều chết phản kích sẽ làm chúng ta bị thương, cho nên cần phải dựa vào tiểu hữu chu mật vừa cười vừa nói thì ra là thế lăng hàn gật gật đầu tiểu hữu chỉ còn kém một bước cuối cùng xin tiếp tục chu mật nghiêm túc nói ra lăng hàn gật đầu tốt các ngươi lấy liệp thiên nỏ ra đây lập tức người của chu ra không lên tiếng một lát sau chu mật mới miễn cưỡng cười nói liệp thiên nỏ đang hiệu chỉnh không vội đi ta cũng không vội lăng hàn gật gật đầu nói lúc nào đưa nỏ tới ta sẽ xuất động lúc nào Lăng Hàn, người có ý gì? Chu Mễ Dương nhịn không được lên tiếng trách mắng. Ta nói đại chất tử, người nên cung kính với trưởng bối. Lăng Hàn nhìn sang Chu Mễ Dương. Chu Mễ Dương tức giận tới mức run rẩy. Tiểu tử ngươi thật sự cho rằng mình là đại nhân vật sao? Tiểu Hiếu, nên lên đường thôi. Tìm kiếm vương thú cũng cần thời gian. Chu Mật khuyên nhủ. Lăng Hàn nhoẻn miệng cười nói: Ta sợ hiện tại xuất phát sẽ thật sự lên đường. Tại sao Tiểu Hiếu nói như vậy? Chu Mật kinh ngạc, giống như hắn rất kinh hãi. Lăng Hàn lắc đầu, Chu gia chủ, người nói như vậy không có gì hay. Đột nhiên hắn đánh ra một trường, ba, Chu Mễ Dương bị đánh bay ra ngoài. Hắn xuất thủ quá đột nhiên, cũng không có ai ngờ tới, sau một trường này, tất cả mọi người Chu gia tức giận đứng lên, cùng nhau nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn. Tiểu Hữu có ý gì? Chu Mật vẫn tỉnh táo nhưng bàn tay hắn nổi gân xanh đã chứng tỏ hắn không có bình tĩnh như mặt ngoài. Lăng Hàn cười ha ha, nói, ta đang nghĩ, nếu như thời điểm ta càn quét một con vương thú vương thú lại xuất hiện nhưng các ngươi không cho ta liệp thiên nỏ chẳng phải ta sẽ táng thân trong miệng thú sao hắn vừa nói ra lời này người chu ra biến sắc chu mật cố nặn ra nụ cười nói tiểu hữu đang đoán mò làm sao có thể như vậy chứ cho nên nên giao cho ta cầm liệp thiên nỏ thì tốt hơn trái tim ta cũng được ổn định lang hàn cười nói tiểu hữu xin tin tưởng chúng ta chu mật tận tình khuyên bảo vẻ mặt thành khẩn lăng hàn cũng làm ra vẻ mặt thành khẩn chu gia chủ cũng xin tin tưởng ta chu mật không biết nên nói tiếp thế nào tiểu tử này tuổi còn trẻ nhưng khéo đưa đẩy cũng không ăn mềm không sợ cứng rắn rất khó khăn đối phó lăng hàn cười cười nói trước đó người khác nhắc nhở ta không nên bị người ta bán đi còn kiếm tiền thay kẻ khác ta nghĩ nghĩ cũng phải người trẻ tuổi chính trực đơn thuần như ta rất dễ dàng bị lừa gạt nhất định phải cẩn thận một chút nghe nói như thế người chu gia đều muốn tát vỡ mồm hắn ngươi còn chính trực đơn thuần, quả thực là ô nhục bốn chữ này. lang Hàn không quan tâm, hắn tiếp tục nói. Chu gia có sinh đan cảnh, chỉ cần diệt hết hung thú các ngươi có thể là bá chủ, nhưng ta hết lần này tới lần khác lại là một ngoại lệ, hoàn toàn miễn dịch công kích của các ngươi, cho nên, các ngươi tự nhiên vô cùng kiêng kỵ ta. Hơn nữa, ha ha, Thiên Vân Sơn có một nửa sẽ là của ta, tài phú khổng lồ như vậy muốn chắp tay nhường cho người. Đổi lại ta cũng sẽ đau lòng, phải nghĩ biện pháp giết chết người này. Đơn giản, các người chơi không xong còn không phải có hung thú hay sao có phải hay không ta chỉ là chú đỉnh chỉ cần đẩy ta tới trước mặt hung thú sinh đan cảnh tùy tiện đánh một cái là có thể đánh chết ta sau đó các người có thể chém giết con hung thú kia quá hoàn mỹ cho nên các người mới đặt con hung thú yếu nhất vào lúc sau cùng các người quyết định chủ ý lợi dụng nó giết chết ta dù sao các người không có liệp thiên nỏ cũng không khó xử lý con vương thú kia đúng hay không nghe lăng hàn nói xong người chu ra như gặp quỷ chẳng lẽ có nội ứng nói kế hoạch của bọn họ cho lăng hàn biết bằng không đối phương làm sao có thể nói không sai chút nào nhưng bọn họ nào biết lăng hàn sống bao nhiêu năm âm mưu quỷ kế gì mà chưa từng gặp qua trái lại mặc dù chu gia có bốn cái sinh đan nhưng bị giới hạn trong trăm năm thọ nguyên bọn họ chỉ có chục năm kinh nghiệm còn muốn giấu giếm được lăng hàn nói giỡn nói đến mức này lại giải thích cũng không có ý nghĩa gì chu mật cười ha ha nói tiểu hữu thật thông minh không sai, đây đúng là kế hoạch của chúng ta. Hiện tại người biết thì thế nào, đã có bảy con vương thú ngã xuống, một con cuối cùng, cho dù không có sự trợ giúp của ngươi, chúng ta cũng có thể xử lý. Đúng vậy, ta thật sự không thể thay đổi đại thế. Lăng Hàn gật đầu, hắn không tức giận chút nào, nói. Nhưng ta muốn đánh một số người, thậm chí giết một số người, ai có thể ngăn cản được ta. Lăng Hàn để mắt tới Chu Mỹ Dương, sát khí lộ ra. Chu Mật nhảy ra trước tiên, hắn ôm lấy xương sườn trái của Chu Mễ Dương, với tu vi sinh đan cảnh của hắn, tự nhiên có thể cứu con mình. lang Hàn nhoẻn miệng cười, Chu gia chủ tính sau này cứ như vậy hay sao, vẫn ôm lấy lệnh lang sao. Hơn nữa lệnh lang chưa sinh con, Chu gia chủ nghĩ thời điểm lệnh lang động phòng cũng ở một bên nhìn xem sao. Khốn kiếp, thật ác độc, Chu mật run rẩy, chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có đạo lý ngàn ngày phòng trộm. Chăm lo sẽ có bỏ sót, chẳng lẽ hắn phải ở cả đời bên cạnh Chu Mễ Dương. Hơn nữa, Chu gia không chỉ có một tên tiểu bối là Chu Mễ Dương, những người khác làm sao bây giờ? Muốn trách thì trách năng lực của Lăng Hàn quá quỷ dị, cho dù bốn sinh đan như bọn họ cũng không thể làm gì, nếu không cũng không cần mượn hung thú giết đối phương. Không có khả năng giao liệp thiên nỏ cho ngươi, Chu Mật trầm mặc một hồi mới nói, bằng không, Lăng Hàn sẽ có được năng lực tiêu diệt toàn bộ Chu gia. Hắn trầm ngâm một chút, lại nói, thu hoạch trong Thiên Vân Sơn sẽ phân cho ngươi một thành. Một thành lăng hàn lắc đầu một nửa không có khả năng chu mật lắc đầu nói chu gia ta nhiều người như vậy làm sao có thể phân cho ngươi một nửa lăng hàn xuất thủ tư điện mang lóe sáng một tên tiểu bối chu gia bị đánh thành cặn bã ngươi người, người chu gia tức giận nhìn chằm chằm vào lăng hàn a đối với những kẻ muốn hại mạng ta như các ngươi ta có thể bình tâm tính khó nói chuyện với các ngươi cũng đã cho các ngươi đủ mặt mũi còn muốn thiếu nợ ta lăng hàn cười nhạt nói làm người phải có thành tín chính mình nói ra cho dù quỳ cũng phải làm tốt người chu gia đều nổi giận nhưng nói không ra lời bọn họ làm gì được lăng hàn sao không làm gì được mà lăng hàn chu gia trừ bốn tên sinh đan cảnh gia không ai là đối thủ của hắn cho nên chu gia nhất định phải cúi đầu tốt cho ngươi một nửa lợi nhuận chu mật quyết định thật nhanh lăng hàn nhoẻn miệng cười sau đó phất vất tay các ngươi cứ vất vả cố gắng thật tốt cố lên con vương thú cuối cùng sẽ giao cho chu gia Chương 4336, Hắc Thiên Miếu. Lăng Hàn tiếp tục đi khắp Thiên Vân Sơn, hắn đang tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc, mặc dù Thiên Vân Sơn to lớn nhưng hắn không phát hiện tung tích của Tiên Hà. Mấy ngày sau, Lăng Hàn trở về Chu gia, lúc này, đương nhiên vương thú đã bị diệt sạch, mặc dù Chu gia bỏ ra cái giá cực lớn nhưng thu hoạch rất kinh người, tiên dược, lượng lớn thi thể hung thú, tất cả đều là tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn trực tiếp cầm đi một nửa việc này làm cho Chu gia phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Những người bên ngoài nóng mắt, nhưng Lý Sấm Tu Vi bát đỉnh còn không phải đối thủ của Lăng Hàn, bọn họ dựa vào cái gì đánh thắng Lăng Hàn. Lăng Hàn lại chờ thêm mấy ngày, hắn muốn xem đám người nữ hoàng có tới đây hay không, nhưng 10 ngày sau vẫn không nhìn thấy đám người nữ hoàng, hổ nữ hoặc đại hắc cầu xuất hiện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể rời đi, hắn không đặt vật chất thần tính, tiên dược trong lòng, hắn nhất định phải thu được tiên hà. Tin tưởng bảo vật như vậy, trong toàn bộ bí cảnh cũng không có bao nhiêu, nhất định phải nắm chặt thời gian. Lăng Hàn bay qua Thiên Vân Sơn, hắn tiến vào Ma Nguyên vực. Đây là một phiến thiên địa rộng lớn, nơi này có rất nhiều cao thủ võ đạo, cũng không chỉ có một thế lực sinh đan cảnh như Chu gia. Lăng Hàn rất ít xuất hiện, hai ngày sau, hắn đi tới một trấn nhỏ. Người của Chu gia đã đánh tới nơi này, cũng thành công chiếm cứ nơi đây, tiếp theo, Chu gia sẽ tiến chậm lại, xem nơi này thành cứ điểm để tiến vào Ma Nguyên vực. Lăng Hàn đi thu hoạch tư liệu về ma nguyên vực, hắn muốn xem nơi nào có khả năng xuất hiện tiên hà. Truyền bá tin tức của nơi này rất nhanh, có một thế lực cách mỗi ba ngày sẽ tuyên bố thời sự trọng yếu, giảng thuật đại sự xảy ra gần đây. Lăng Hàn mua một bản, mở ra, hắn phát hiện gần đây có rất nhiều người bên ngoài tiến vào ma nguyên vực, đương nhiên không chỉ thông qua Thiên Vân Sơn, mà là cùng loại với vùng đất biên thùy. Quả nhiên, Thiên Vân Sơn không phải lối vào duy nhất. Lăng Hàn cẩn thận quan sát, hắn tìm kiếm dấu vết của tiên hà để lại a à, đúng là có hắc thiên miếu thần bí xuất thế lần nữa trong truyền thuyết trong miếu có tia sáng tím sôi trào bất kỳ vật sống tiếp cận sẽ biến thành thây khô hắc thiên miếu là cái gì lang hàn lại đi tìm kiếm tư liệu hắn thật sự tìm được hắc thiên miếu vốn thuộc về truyền thuyết tất cả mọi người cho rằng nó là bịa đặt bởi vì không có ai gặp qua nghe nói nó đại biểu tử vong nhưng nơi đó có một gốc hắc thiên thần liễu đã kết ra thuộc tâm nếu ăn vào có thể sống thêm trăm năm Trăm năm tuổi thọ không có ý nghĩa với người bên ngoài. Bởi vì chú đỉnh cảnh trên lý luận có thể sống hai ngàn tuổi, kéo dài tuổi thọ trăm năm chỉ tăng lên 5% mà thôi. Người tiến vào nơi này càng trẻ tuổi, cho nên không ai lo lắng tuổi thọ khô cạn. Bởi vậy, có thể tăng thọ trăm năm là chuyện tốt, nhưng không cấp bách tới mức tranh đoạt với kẻ khác. Nhưng đối với người bản thổ, kéo dài trăm năm tuổi thọ đã đủ làm người ta điên cuồng. Bởi vì tất cả người nơi đây chỉ có thể sống trăm năm, nếu có thể ăn linh thần thụ tâm tương đương sống thêm một đời, có ai không động tâm. Kéo dài trăm năm tuổi thọ với ta mà nói không phải trọng yếu như vậy, mấu chốt chính là tia sáng tím, nó có phải là tiên hà hay không? Lăng Hàn lẩm bẩm, lần này đi hát thiên miếu, khẳng định sẽ gặp thổ dân nơi này, bọn họ sẽ điên cuồng tranh đoạt cơ duyên kéo dài trăm năm tuổi thọ, chắc chắn sẽ xảy ra đại chiến. Nơi này không thiếu cao thủ sinh đan cảnh, mặc dù Lăng Hàn làm sinh đan cảnh chu ra chỉ có thể dương mắt nhìn, nhưng đó là tình huống đặc biệt. Nếu ta đạt tới cửu đỉnh, không biết có thể đánh một trận với sinh đan sơ kỳ hay không, ta hiện tại chắc chắn không làm được. Cho dù như thế, ta nhất định phải đi một lần. Thiên hà quá trọng yếu, sau khi luyện hóa sẽ hình thành thần mang, uy lực có thể sánh ngang với đế thuật, hắn không thể bỏ lỡ. Hắc thiên miếu ở một nơi cách đây bảy tám dặm. Lang Hàn tiếp tục dò xét tư liệu, chỗ đó vốn là một cái đầm lầy, nhưng 4 ngày trước có miếu thờ màu đen xuất hiện, có tia sáng đen bao phủ khắp nơi, sau đó có người phát hiện ra thần miếu, nó giống hệt Hắc Thiên Miếu trong truyền thuyết, từ đó dẫn phát oanh động to lớn. Lăng Hàn xuất phát đi về hướng Hắc Thiên Miếu, tin tưởng cho dù thổ dân và người bên ngoài đều tới đây, hơn nữa số người đi rất đông, bởi vậy, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, hơn nữa còn khó tránh một trận đại chiến. Qua nửa giờ sau, Lăng Hàn đã đi tới đầm lầy, nhưng hành trình tiếp theo rất khó đi. Bởi vì trên không đầm lầy thỉnh thoảng có cơn gió đáng sợ quét qua, lực phá hoại vô tận, cho dù là sinh đan cảnh cũng bị xé nát. Cho nên cho dù lăng hàn có thể ngự khí phi hành cũng chỉ có thể đi bộ nhưng trên mặt đất chưa chắc an toàn bởi vì trong đầm lầy có hung thú ẩn núp thỉnh thoảng sẽ phá bùn lao ra công kích lăng hàn còn chưa tiến vào đầm lầy hắn thấy một chiếc thuyền lái tới thuyền này cũng không phải bay ra trong vùng đầm lầy mà là từ phía sau lao tới cũng không phải không hạng nó đang di chuyển trên mặt đất cổ quái là chiếc thuyền này lao đi rất nhanh nó một đường lao nhanh trên mặt đất nhưng không lưu lại chút dấu vết nào thân thuyền cao ba trượng Lúc này đầu thuyền có hai người trẻ tuổi đang đứng, đều là nam tử, sau khi phát hiện Lăng Hàn, bọn họ chỉ về phía Lăng Hàn, chỉ thấy chiếc thuyền lớn kia cải biến phương hướng và đụng vào Lăng Hàn. Khốn kiếp, Lăng Hàn kinh ngạc, chúng ta không thù không oán, các người có ý gì? Hắn gặp qua không ít thiếu gia ăn chơi, hoành hành bá đạo cũng không ít, nhưng chưa bao giờ gặp kẻ phát rổ như thế này. Hắn không phải là người chịu thua thiệt, hắn xuất ra một quyền. Lớn mật, trên thuyền truyền có tiếng gầm lên giận dữ, chỉ thấy một bóng người từ trên thuyền nhảy ra, hắn đánh ra một trường, quyền của Lăng Hàn bị hắn hóa giải. Người kia không vì thế mà thu tay lại, hắn tiếp tục lao tới chém giết Lăng Hàn. Ác tử độc ác, nhận lấy cái chết, người kia lại vung trường, trường lực hùng hậu không gì sánh được ập tới, lực lượng minh mông như biển. Đây là sinh đan cảnh, quả nhiên, không phải người một nhà không vào chung một cửa, hai ác thiếu kia hoàn toàn không coi ai ra gì, làm trưởng bối cũng giống như thế, căn bản không hỏi phải trái đúng sai chỉ cần đi lên giết người là đủ lang hàn phát động chỉ xích thiên nhai hắn thoát khỏi một trường của đối thủ sau khi bước vào thất đỉnh tốc độ của hắn lại tiến thêm một bước đã có thể so sánh với sinh đan cảnh a à, thân pháp thật nhanh người kia hơi kinh ngạc tuyệt đối không ngờ một tên chú đỉnh lại có thể bộc phát ra tốc độ nhanh như vậy nhưng như vậy cũng không thể dọa hắn bất quá nghĩ ở ta đồng vĩnh ninh trước mặt đào tẩu đó cũng là nói chuyện viển vông Người kia là cái thân hình cao lớn người đàn ông, nhìn qua có tuổi hơn 40, khuôn mặt thô kệch, mắt như chuông đồng, lộ ra một cỗ nồng đậm sát khí. Hắn nhanh chóng đuổi theo Lăng Hàn, Lăng Hàn hừ một tiếng, thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ. Hắn điểm một chỉ về phía chiếc thuyền kia, ngay sau đó phát động lực lượng lôi đình, tư, một đạo thiểm điện bay ra, tốc độ nhanh đến mức không thể hình dung. Chương 4337, tiểu nhân vật phản kích. Tia chớp này nhanh chóng, ngay cả Đồng Vĩnh Ninh cũng không kịp ngăn cản. Tư, thiểm điện đánh vào thân thuyền, ngay sau đó trên thân thuyền có một quang thuẫn xuất hiện ngăn cản công kích. Mặc dù không có tạo thành phá hư thực chất, nhưng Đồng Vĩnh Ninh và hai người trẻ tuổi trên thuyền giật mình, gia hỏa này quá cường đại, bị một tên cường giả sinh đan truy sát, hắn còn có thể phản kích, hơn nữa còn phản kích thành công. Nếu không phải chiếc thuyền của bọn họ có trận pháp phòng ngự, chúng một kích như thế, có phải sẽ bị đánh nát hay không? Tiểu bối ngươi dám, Đồng Vĩnh Ninh giận dữ hét lớn, bị hắn truy sát nhưng lăng hàn vẫn còn dư lực phản kích việc này miệt thị hắn cỡ nào không thể nhịn hắn lao nhanh về phía lăng hàn lần nữa muốn đuổi kịp tiểu tử này sau đó đánh hắn thành cặn bã nhưng lăng hàn phát động chỉ xích thiên nhai ở phương diện tốc độ cũng không kém gì hắn hắn muốn giết lăng hàn cũng không được lăng hàn không biến sắc hắn vừa tránh né vừa tiếp tục công kích thân thuyền hắn cũng không tin đế thuật không ngừng oanh kích sẽ không phá nổi hộ thuẫn của chiếc thuyền với cảnh giới của hắn bây giờ lại bộc phát đế thuật lực sát thương nhất định có thể sánh ngang sinh đan sơ kỳ một công kích không thể đánh phá vậy thì hai lần hai lần không được thì ba lần không ngừng oanh kích sẽ có lúc phá hư từ 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 ánh sáng lôi đình sôi trào và trói mắt thân thuyền xuất hiện rất nhiều người thuyền lớn bị công kích bọn họ cho rằng gặp phải thế lực lớn nào đó sau khi nhìn thấy liền phát hiện đối thủ là chú đỉnh nho nhỏ ngay từ đầu mỗi người chẳng thèm ngó tới nhưng mọi người nhanh chóng phát hiện Đồng Vĩnh Ninh lại không làm gì được tên chú đỉnh kia. Chẳng khác gì trò đùa. Hơn nữa, tên chú đỉnh kia không ngừng công kích, năng lượng hộ thuẫn thân thuyền đang giảm xuống, tiếp tục như vậy, đối phương thật có thể công phá phòng ngự. Không thể tưởng tượng nổi là, đó là Đồng Vĩnh Ninh, một trong ba cường giả của Đồng Gia, tồn tại sinh đan trung kỳ, hắn lại không thể làm gì một tên chú đỉnh nho nhỏ. Tiểu tử này cổ quái, lão nhị, người giúp lão tam, được, lập tức, trên thuyền có một người nhảy xuống, nhưng người này còn già hơn Đồng Vĩnh Ninh một chút, hắn đã qua tuổi 50 nhưng thần thái sáng láng, càng có khí thức cường giả làm người ta sợ hãi. Hắn tên là Đồng Thư Hoa, cũng là một tên cường giả sinh đan cảnh, thực lực còn mạnh hơn Đồng Vĩnh Ninh, nhưng cũng là sinh đan trung kỳ. Thấy Đồng Thư Hoa lao tới, vẻ mặt Đồng Vĩnh Ninh đầy xấu hổ, nói. Nhị ca, ta có thể chơi được, hư, một con sâu kiến nho nhỏ mà dám khiêu khích Đồng ra ta, còn cần nói quy củ gì chứ? Đồng Thư Hoa lạnh lùng nói. Hơn nữa, thời gian của chúng ta có hạn, không thể lãng phí ở trên người hắn. Nghe hắn nói như thế, Đồng Vĩnh Ninh không phản đối. Đồng Thư Hoa giết ra, hiện tại biến thành hai đại sinh đan liên thủ chiến một tên chú đỉnh. Trong tình huống bình thường, đây là việc không thực tế, nhưng Lăng Hàn không đấu chính diện với hai người đồng ra, hắn chỉ phát động chỉ xích thiên nhai không ngừng tránh né, sau đó lại đánh vào thân thuyền. Nhưng hai đại sinh đan cảnh không phải ăn chay, bọn họ liên thủ công kích, Lăng Hàn lâm vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Hắn giống như con thuyền nhỏ trên biển rộng, lúc nào cũng có thể chìm thuyền chết người, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ còn kém một chút, hắn thuyền không ngã người không vong, ngược lại chiếc thuyền lớn đang lung lay sắp đổ. Đây là chuyện đầm rồng hang hổ sao? Hai đại sinh đan vây công, Lăng Hàn còn có thể có thừa lực tấn công thuyền lớn. Trên thuyền, tất cả mọi người kinh hãi, những chú đỉnh kia càng hoảng sợ, nếu bảo bọn họ giao thủ với Lăng Hàn, chẳng phải sẽ bị đối phương dùng một chiêu đánh thành cạn bã. Đây là đương nhiên Lăng Hàn tu vi thất đỉnh đã có thể sánh bằng thiên kiêu tuyệt đỉnh cửu đỉnh, hắn gần như có thể thi triển đế thuật vô hạn, lực phá hoại có thể không khủng bố sao. Hỏi khắp thiên hạ, còn có chú đỉnh nào có thể liên tục dùng đế thuật oanh kích? Đương nhiên, oanh kích này cũng có khoảng cách, nhưng so với yêu hầu quyền nửa ngày mới dùng một kích, hắn quả thật biến thành liên hoàn pháo, nhiều lắm chỉ mất một phút đồng hồ cho tia sáng tích lũy năng lượng, sau đó lại đánh ra một kích. Đồng khiếu là sinh đan cảnh sau cùng của đồng gia đã ngồi không yên, nếu tiếp tục như vậy, con thuyền bọn họ đang dùng sẽ bị lăng hàn đánh nát. Nếu thật là như vậy, đồng gia sẽ biến thành trò cười cho thiên hạ. Ba tên sinh đan tỏa chấn, còn bị một tên chú đỉnh nho nhỏ đánh nổ chiếc thuyền, bọn họ nên cắt cổ tự sát cho rồi. Đồng khiếu cũng không phải sinh đan trung kỳ, mà là sinh đan hậu kỳ, hắn vừa gia nhập, áp lực của lăng hàn tăng lên rất lớn. Phải biết, kỳ thật hắn cũng không có đối kháng sinh đan cảnh, hắn dựa vào chỉ xích thiên nhai chạy trốn, cho nên hắn đang lâm vào nguy hiểm, chỉ cần chúng một kích là hắn sẽ xong đời trong tình huống như vậy lang hàn càng tỉnh táo hắn càng trở nên bạo ngược khốn kiếp ta đang yên đang lành đứng tại nơi này ta trêu ai ghẹo ai nhưng đồng ra thì sao cố ý thay đổi mũi thuyền đụng vào hắn thậm chí còn có ba tên sinh đan cảnh nhảy ra vây công hắn có còn vương pháp hay không không có đây là thế giới thực lực phi tôn cho nên cường giả có thể muốn làm gì thì làm đã như vậy hắn sẽ dùng sức một mình đánh ra một bầu trời ít nhất cũng phải làm cho người ta biết kẻ yếu cũng không dễ bắt nạt cũng có thể phản kích thất phu giận dữ cũng có thể máu phun năm bước lang hàn cắn răng đầu óc của hắn hoạt động thật nhanh hắn sử dụng nhãn thuật quan sát cũng nhìn rõ lộ tuyến công kích của ba người sau đó phân tích tìm ra sơ hở trong đó sớm tính ra con đường tránh né hắn tùy thời có thể bị oanh sát nhưng chỉ kém một chút hắn luôn tránh thoát công kích sau đó đánh ra một kích vào thân thuyền tại sao lại xuất hiện biến thái như thế hắn chỉ là chú đỉnh, tại sao có thể kiên trì lâu khi bị ba sinh đan cảnh vây công, thậm chí còn có thể tiến hành phản kích. Đánh chết hắn, không thể nhìn yêu nghiệt như vậy sống tiếp, nếu hắn thật đột phá sinh đan, còn người nào có thể trị hắn. Trên thuyền, người đồng ra quát to, không ai cảm thấy chính bọn họ vô duyên vô cớ gây sự với lăng hàn trước, ngược lại cảm thấy tiềm lực lăng hàn đáng sợ, nhất định phải diệt trừ vào lúc này. Sát ý của lăng hàn sôi trào, hắn thật muốn vận dụng thiên đạo hỏa thiêu chết đám người này nhưng giết bọn chúng như vậy quá sảng khoái, cũng quá tiện nghi những người này. Phốc, Lăng Hàn bị đồng khiếu đánh một quyền, rõ ràng không có đánh chúng nhưng sinh đan hậu kỳ quá cường đại, hắn bị đánh phun máu. Nhưng mạo hiểm của hắn được hồi báo, Lăng Hàn đánh một kích lôi đình vào thân thuyền, cuối cùng đã đánh nổ hộ thuẫn. Hắn hét lớn một tiếng, hắn lao thẳng vào chiếc thuyền. Sau đó hắn xuất một quyền, yêu hầu quyền, hắn tập trung tất cả tức giận vào một quyền này, banh, một kích chỉ đánh thân thuyền dạn nứt, cuối cùng chiếc thuyền không có tan vỡ. Lăng Hàn lại đánh ra một quyền, yêu hầu quyền thức thứ hai. Trường 4338, thong rong rời đi. Trên thân thuyền, tất cả mọi người hoảng sợ, bị ba cường giả gia tộc truy sát, Lăng Hàn lại có thể một quyền đánh vào thân thuyền, kém chút đánh nổ thân thuyền, bọn họ đổ mồ hôi lạnh như mưa. Còn tốt, dù sao gia hỏa này chỉ là chú đỉnh, không thể đánh vỡ thân thuyền, dù hắn đã đánh ra vết nứt lớn. Nhưng vào lúc này, quyền thứ hai của Lăng Hàn đã đánh tới. Yêu hầu quyền thức thứ hai, nếu chỉ sử dụng đơn lẻ, uy lực của nó không khác gì thức thứ nhất, nhưng liên tục sử dụng sẽ có uy lực khác biệt. Uy lực gấp bội, bành, chúng một quyền này, toàn bộ thân thuyền xuất hiện rất nhiều vết nứt, vết nứt phân bố khắp thân thuyền. Oanh, chỉ trong nháy mắt mà thôi, cả con thuyền vỡ ra. Người đồng ra bay tán loạn, vẻ mặt mỗi người kinh ngạc và không dám tin. Bị ba tên sinh đan cảnh vây công, Lăng Hàn còn có thể đánh nổ chiếc thuyền của bọn họ. Phía sau, có ba sinh đan đồng ra lao tới, bọn họ giận không kềm được, việc này không khác gì cái tát đánh vào mặt bọn họ, sắc mặt bọn họ trầm như nước, dường như sắp bộc phát như núi lửa. Lăng Hàn phá hỏng chiếc thuyền, hắn nhìn chầm chầm vào hai người. Đó chính là hai người trẻ tuổi ác độc thay đổi mũi thuyền, thuyền đã bị đánh nổ, đương nhiên Lăng Hàn sẽ rời đi, nhưng trước khi rời đi, hắn sẽ thu một ít lợi tức. Banh, hắn đấm ra một quyền, chúc cơ làm sao có thể cản nổi, một thanh niên bị hắn đánh thành mưa máu nhưng lang hàn còn muốn giết một người khác ba người đồng vĩnh ninh đã đuổi tới bọn họ sử dụng pháp lực bao vây không khí chung quanh tràn ngập bí lực làm cho không gian đông cứng muốn hành động cũng khó khăn không thể ham chiến bằng không sẽ hỏng việc lang hàn nói thầm trong lòng trước đó ba người đồng vĩnh ninh khinh thường hắn không có sử dụng lượng lớn chiêu thức tiêu hao bí lực bởi vì quá lãng phí nhưng hiện tại chiếc thuyền đồng ra bị đánh nát càng có một tên tộc nhân bị đánh giết dưới tình huống như vậy ba người còn có thể bảo lưu sức lực hay sao trước tiên thu chút lợi tức, cái đầu của ngươi tạm lưu lại, ta sẽ đi lấy nó xuống. Lăng Hàn nói ra, hắn không quay đầu lại và xông lên phía trước. Ba người đồng vĩnh ninh vội vàng đuổi theo, hiện tại bọn họ cho rằng Lăng Hàn đang ăn tim hùm gan báo. Nhưng Lăng Hàn ngựa khí phi hành sông thẳng lên trời, sinh đan cảnh lại như thế nào, chỉ có thể dương mắt nhìn. Võ giả thế giới này không thể ngựa phi hành, trừ khi trời sinh có đôi cánh. Ba sinh đan cảnh đồng ra cảm thấy phát điên, bọn họ oanh kích bốn phía nhằm phát tiết bản thân nhưng mặc bọn họ oanh kích thế nào mặt đất không bị tổn thương ở đầu thuyền tất cả mọi người đồng ra vẫn chưa khôi phục tinh thần đã xảy ra chuyện gì bọn họ bị một tên chú đỉnh cảnh dồn đến mức này lúc này đám người đồng vĩnh ninh tức giận quay trở về đại bá nhị bá phụ thân các ngươi nhất định phải bảo vệ ta tên thiếu gia ăn chơi không bị oanh sát run rẩy nói hắn tên là đồng tất người bị đánh chết trước đó là đường huynh của hắn cũng là con trai của đồng khiếu bốp đồng vĩnh ninh tát một cái đều là tên phế vật ngươi chọc tai họa đồng khiếu tức giận xanh mặt nói tên nhãi danh kia đã chọc tới đồng gia ta hắn phải có giác ngộ bị xé sát đại ca làm sao bây giờ những người khác về gia tộc ba người chúng ta đi hắc thiên miếu nhất định phải đoạt được cơ duyên vô thượng tốt lang hàn ngựa khí phi hành hắn lượn quanh một vòng tròn sau đó hắn đáp xuống và tiến vào đầm lầy ba ba ba, đầm lầy xuất hiện bong bóng màu đen liên tiếp sau khi bong bóng vỡ sẽ tỏa ra mùi tanh hôi làm người ta cảm thấy buồn nôn nhưng trong hoàn cảnh như thế vẫn có sinh linh sống sót lăng hàn chưa đi bao xa đột nhiên sinh lòng rung động sau đó nhìn thấy mặt nước phía trước bị vỡ ra một bóng người thoát ra khỏi mặt nước nhưng nhìn kỹ nửa người trên là người nhưng nửa người dưới lại là đuôi cá mỹ nhân ngư đây là phản ứng đầu tiên của lăng hàn nhưng hắn lắc đầu tại sao trong đầm lầy hôi thối như vậy lại có mỹ nhân ngư thời điểm hắn suy nghĩ loạn sinh linh kia đã tấn công lăng hàn miệng phun ra một cột nước đen tanh hôi lăng hàn cười nhạt một tiếng hắn xòe bàn tay ra oanh hắn dẫn động năng lượng hỏa diễm thiêu đốt cột nước bốc hơi nhưng cũng không phải hóa khí hoàn toàn mà là có khói màu đen bay ba bởi vậy có thể thấy được cột nước này dơ bẩn cỡ nào lại phun ra từ miệng lăng hàn nghĩ lại đã cảm thấy buồn nôn mà con mỹ nhân ngư cũng có tướng mạo rất buồn nôn cái đầu trụi lùi khắp nơi đều có vết tích hư thối phải cá nửa người dưới đã rơi mất phân nửa, lộ ra thịt hư thối. Nó không phải là mỹ nhân ngư, nó là con cá cương thi. Chết, Lăng Hàn đánh ra một trường, thiên đạo hỏa phản phệ, chỉ trong nháy mắt đã thiêu chết con cá cương thi. Trong quá trình thiêu đốt, Lăng Hàn ngửi thấy mùi thúi, không có chút mùi thịt nào. Hắn thề, chỉ cần là đồ trong đầm lầy, hắn sẽ không ăn, cho dù là tiên dược. Lăng Hàn tiếp tục đi tới, không nghĩ tới sinh linh hư thối lại không ít, có cá sấu năm chân, có con cóc lật bụng lên trời, có thần lằn chỉ còn nửa người, tóm lại, nơi này không có thứ gì nguyên vẹn. Những sinh linh này đều là hung thú, không hề có thần trí, chỉ có bản năng công kích kẻ xông vào, muốn ăn cho no bụng. Cũng may, nơi này không có hung thú quá mạnh, hoặc lăng hàn vận khí tốt không có gặp được, hai ngày sau, trước mặt lăng hàn xuất hiện một bóng màu đen. Nó giống như đám mây nhưng rất thấp, hắn nhìn sang hướng đó, lại đi nửa ngày, hắn nhìn thấy đó là ngôi miếu màu đen. Hắc thiên miếu lăng hàn nhìn từ xa bên trong ngôi miếu này thỉnh thoảng có tia màu đen bay vào trong mây đen giống như tia sáng ngưng tụ thành tầng mây nhìn từ xa nó không khác gì ma quật miếu cũng không phải là đặc sản của phật tộc trên thực tế chỉ cần một thế lực lớn sẽ có một từ đường từ đó dùng để tế tự tổ tông nhưng miếu màu đen cho người ta cảm giác tà ác không giống như dùng tế tự tổ tông mà là trấn áp vô số tà ma hiện tại sắp ép không được cho nên tà khí trùng thiên xèo lại có một tia sáng bay lên trời đó là tiên hà sao lang hàn nói thầm trong lòng bởi vì đã có hoài nghi hắn quyết định mạo hiểm tiến lên hắn tiếp tục đi tới hắn nhanh chóng tới gần miếu màu đen đây không phải cửa miếu lớn mà là một bức tường nó loan lỗ vết tích của năm tháng tường không cao lang hàn sắp vượt qua đột nhiên trên vách tường xuất hiện phù văn màu đen nội tâm hắn lạnh buốt lang hàn vội vàng cong người lộn ngược trở về hắn có cảm giác ký hiệu này đáng sợ không gì sánh bằng có thể tùy diệt sát hắn chương 4339, Hàng Long Phục Hổ. Không thể xông vào, Lăng Hàn đã có phán đoán, hiện tại chỉ có thể đi vào từ cửa chính. Ngôi miếu rất lớn, cho nên Lăng Hàn bỏ ra gần nửa giờ, rốt cuộc hắn đã đi tới cửa lớn. Cửa ra vào có hai pho tượng đá tọa chấn, mỗi một tượng đá đều hung thần ác sát, trong tay một pho tượng đè ép một con rồng, một người đè lên con hổ. Hàng Long Phục Hổ La Hán, trừ hai pho tượng đá này ra, cửa ra vào còn có một ít người vây xem, tượng đá có cái gì tốt mà vây xem lăng hàn đang nói thầm đột nhiên nhìn thấy có người đi vào cửa lớn sau đó hắn đi ra vài bước hắn nhìn thấy tượng đá phục hổ sống lại con mãnh hổ lao ra ngoài tấn công người kia bành 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 hai bên đại chiến với nhau con mãnh hổ này là hung thú chú đỉnh hơn nữa chiến lực nhất định vượt qua tứ đỉnh nó lao lên cắn xé rất nhức đầu chiến đấu người mấy chiêu mảnh hổ quất cái đuôi như thép về phía đối thủ người kia bị đánh bay ra ngoài nôn ra máu liên tục con mãnh hổ không thừa thắng truy kích, nó trở về bên cạnh tượng đá và hóa thành tượng đá. Khó trách có nhiều người vây xem như vậy, thì ra không có thực lực tiến lên. Hả, Hà, Lăng Hàn quay đầu nhìn lại, hắn nhìn thấy có ba người tiếp cận, không phải ba sinh đan đồng ra là ai. Tạm thời né tránh sao, Lăng Hàn lập tức bác bỏ suy nghĩ đó. Không được, nếu như ba người đồng ra lưu một người chặn hắn ở cửa ra vào, hắn dựa vào cái gì tiến vào trong miếu. Hắn thấy ba người đồng ra, ba người đồng ra không phát hiện ra hắn. Cho nên, Lăng Hàn không chút do so dự, hắn lao về phía cửa. Hắn muốn cướp tiến vào trong miếu trước, ngay sau đó mãnh hổ sống lại và tấn công Lăng Hàn. Bành, Lăng Hàn đánh ra một quyền, còn mãnh hổ kia bị đánh bay, căn bản khó cản một kích của hắn. Phốc, người xung quanh ngạc nhiên, chiến lực quá kinh khủng. Sau mãnh hổ không còn chướng ngại, Lăng Hàn lập tức tiến vào trong miếu. Ba người đồng ra cũng giết tới, bọn họ muốn truy kích vào trong, pho tượng hàng long khôi phục, ngay cả đầu rồng cũng lao tới, mà là pho tượng la hán tấn công. Khốn kiếp, chân ngã cảnh, ba người đồng ra hoảng hốt, bọn họ không dám xông lên. Còn tốt, pho tượng đá không truy kích, người và rồng người đều về, sau đó biến thành pho tượng lần nữa. Đây là cái quỷ gì? Ba vị tiền bối, nơi này chỉ có thể khiêu chiến một mình, thạch hổ đối ứng với chú đỉnh, thạch long đối ứng sinh đan. Nếu nhiều người tiến lên sẽ có thạch nhân sinh đan cảnh thậm chí thạch nhân chân ngã cảnh xuất thủ. Một người giải thích, cũng muốn nịnh bợ ba người đồng gia. Ba người đồng gia đạt được đáp án, không người nào dám khinh thường, chú đỉnh nho nhỏ cũng nghĩ được bọn họ xem trọng. Ta tới trước, đồng khiếu nói, ân, hai người đồng vĩnh ninh đều gật đầu. Đồng khiếu tiến lên, quả nhiên, chỉ có Thạch Long khôi phục và lao tới. Nhưng chiến lực của Thạch Long quá lớn, đồng khiếu không thể địch lại, chỉ sau 20 chiêu, hắn đã chật vật không chịu nổi, trên người đã bị thương vài chỗ. Gương mặt ba người đồng ra tối tăm, Lăng Hàn đánh một kích là qua ải, nhưng đồng khiếu liều mạng cũng chỉ miễn cưỡng chạy về, tranh lệch to lớn cỡ nào. Không thể không nói, trong cùng giai, có người nào mạnh hơn ác tử kia. Làm sao bây giờ, bọn họ hùng tâm bừng bừng đến đây, hiện tại còn không vào được cửa lớn, còn chơi cái gì. Chỉ có chờ càng nhiều sinh đan cảnh đến đây, hợp lực đánh bại thạch nhân kia. Ba người nhìn nhau, sau đó đưa ra kết luận, Lăng Hàn vừa tiến vào trong miếu, hắn phát hiện sắc trời đã tối lại. Trên không trung không có mây đen bao phủ, ở bên ngoài cũng rất tối, nhưng nhất định không có tối như vậy, cũng không phải không có tia sáng, mà là một loại ý cảnh hắc ám, có hàn ý tận xương. Thậm chí, Lăng Hàn có thể nhìn thấy trong không khí có từng hình bóng tối tăm đang bay, giống như quỷ vật. Úm, hắn hét lớn một tiếng, lục tự minh vương chú của Phật tộc chuyên khắc tà vật. Hắn vừa quát lớn, toàn thân sáng lên giống như cao tăng đắc đạo. Oanh, chữ úm hóa thành Phật quang bao phủ chung quanh, cũng xua tan hắc ám chung quanh, ngay cả quỷ vật cũng tan rã như băng tuyết gặp lửa, tất cả hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Nhưng vừa quát lớn, bóng tối vô tận lại ập tới, nó nhanh chóng thôn phệ tia sáng, bóng đen giống như cá mập người thấy mùi máu tanh, chúng tranh nhau lao tới. Hắn chỉ là một người đi đường giáp, vốn không có người nào chú ý tới hắn, nhưng đột nhiên hắn tỏa ra hào quang chói mắt không ai sánh bằng. Phật tộc lục tự minh vương chú khắc chế tà vật, nhưng trái lại nó cũng kéo thù hận của tà vật. Nước có thể dập lửa, nhưng gặp được lửa ngập trời, phải dựa vào bao nhiêu nước mới có thể dập tắt. Lăng Hàn không tiếp tục dùng lục tử minh vương chú, hắn đấm ra một quyền, hắn muốn xem những bóng đen có bao nhiêu chiến lực. Nhưng chúng một quyền của hắn, bóng đen kia lông tóc không thương, ngược lại còn tấn công hắn. Lăng Hàn lại vận chuyển thiên đạo hỏa, hiệu quả lập tức khác biệt. Bóng đen nhìn như không có thực thể, cho nên sau khi hắn đánh ra một quyền, lực lượng đáng sợ ập tới, nhưng bây giờ lại có một phần thực thể lộ ra và bị hắn đánh trúng. Âm, lực lượng cường đại bộc phát, Hắn đấm ra một quyền, lại có mấy bóng đen vặn vẹo và bị hắn xé rách. Nhưng số lượng bóng đen quá nhiều, sau khi bị đánh nát vài cái, có càng nhiều bóng đen đánh tới. Khốn kiếp, Lăng Hàn vội vàng đổi hướng, kiến nhiều cắn chết voi, hắn cũng không muốn bị những quái vật kia vây quanh. Còn tốt, mặc dù nơi này bị bóng tối bao phủ nhưng cũng không phải mỗi khu vực đều có bóng đen, hơn nữa tốc độ di chuyển của bóng đen cũng không phải rất nhanh, chỉ sau vài bước, hắn đã bỏ qua rất nhiều bóng đen. A à, vì cái gì nơi này giống thần miếu Phật tộc trên Nguyệt Hoa Tinh? Nó có quan hệ gì với Phật tộc? Lăng Hàn nhìn thấy một gốc cây, nhưng cũng không phải là Bồ đề, mà là một gốc cây liễu, nhưng khác biệt với cây liễu bình thường chính là toàn thân cây liễu đen nhánh, hiển nhiên đã lây nhiễm ma tính. Hắn nhìn thật cẩn thận, cây liễu này có lá khác với các cây liễu khác. Thú vị, nhưng cây liễu tỏa ra sinh cơ bừng bừng nhưng tuyệt đối không phải tiên thụ có thể dựng dục ra linh thần thọ tâm gia tăng thọ nguyên của võ giả. Cũng phải, nếu là như thế thần liễu quá nhiều, chỉ có một mình hắn tiến vào nơi đây hay sao? Lăng Hàn cũng không tin trước kia không có ai tiến vào nơi này. Hắn tiếp tục đi tới, hắc thiên miếu to lớn kinh người, hơn nữa còn khả năng có không gian khác, cũng chứa mấy vạn vài ức người. a à, không phải nói nơi có tử quang sôi trào, chỉ cần đụng chạm một chút, người sống sẽ biến thành người chết. Lăng Hàn suy đoán đó chính là tiên hà, trước đó tia sáng lôi đình chưa bị thu vào đã đáng sợ không gì sánh kịp, ngay cả sinh đan cảnh cũng bị đánh chết mà ma nguyên vực cũng chính là cấp bậc sinh đan chân ngã còn có tử quang trong truyền thuyết vấn đề là tia sáng kia đâu